cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 2121, theo dõi em dễ phát hiện. Tư giả hàn không thể xác định cũng như bảo đảm, những người mất tích trước đó, hiện nay đến tột cùng là còn sống hay đã chết. Nghe câu này, Diệp Oản Oản lại lâm vào trong trầm mặc. Quả thực, kỳ tu nhiễm đã từng thôi miên nàng, tự tay bị phá hủy hết thải ký ức có liên quan tới anh ta. Mặc dù, Diệp Oản Oản cũng không biết tại sao kỳ tu nhiễm phải làm như vậy nhưng ít nhất có một điều, trong lòng Diệp Oản Oản hiểu rõ. Từ đầu đến cuối, kỳ tu nhiễm chưa bao giờ hại nàng. Từ sau khi nàng đi đến độc lập châu, sự trợ giúp của kỳ tu nhiễm dành cho nàng, thật sự là rất rất nhiều. Nếu như không có kỳ tu nhiễm, có lẽ, tại độc lập châu căn bản là nàng nửa bước khó đi. Từ sâu trong nội tâm, Diệp Oản Oản không chấp nhận được chuyện kỳ tu nhiễm có khả năng bị sát hại. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, kỳ tu nhiễm quá mức thần bí, Cả người anh ta giống như bị vây ở giữa một làn sương mù hỗn độn, khiến cho người ta không thể thấy rõ, cũng đoán không ra. Người như vậy, làm sao sẽ có thể xảy ra chuyện? Còn không đợi Diệp Oản Oản kịp nói gì với Tư Dạ Hàn, đã có người của Không Sợ Minh đứng ngoài cửa thông báo, "Minh chủ, không phải là tôi có ý định muốn làm phiền, chỉ bất quá, lão đại nhiếp vô danh tới rồi." "Lão, lão đại nhiếp, vô danh." Diệp Oản Oản hơi sững sờ, nhiếp vô danh từ lúc nào đã thành, lão đại, rồi. Minh chủ, là ca ca của cô nhiếp vô danh yêu cầu chúng tôi gọi anh ấy là lão đại. Chúng tôi cũng không có cách nào. Ngoài cửa, thành viên không sợ mình có chút bất đắc dĩ nói. Em gái, anh vào đó nha. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới âm thanh của nhiếp vô danh. Một giây kế tiếp, cửa chính bị mở ra. Em rể, có bận làm gì không? Nhiếp vô danh nhanh chân đi tới, thoạt tiên nhìn diệp oản oản một cái chợt lại hướng về tư giả hàn quan sát lời hỏi thăm này tương đối tinh tế hai người cứ làm việc trước anh còn có chút chuyện cần phải làm thấy nhiếp vô danh tới tư giả hàn chậm rãi đứng lên nói với diệp oản oản ừm diệp oản oản gật đầu một cái thấy tư giả hàn xoay người liền định rời đi nhiếp vô danh vội vàng nói em rể làm sao nhìn thấy anh rể lại đi nhanh như vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm không audio điện tử võ tấn bền. Diệp Oản Oản, con miệng nó cái ông, anh rể thần thánh. Trong lúc nhiếp vô danh nói chuyện, tư dạ hàn đã tránh thật xa. Nói, Diệp Oản Oản hơi có chút thiếu kiên nhẫn nhìn chầm chầm nhiếp vô danh. Cái tay anh ruột này, mỗi lần tới đều không có chuyện gì tốt. Em gái, em có còn nhớ hay không, trước em có nói, em muốn tìm ra được những người mất tích kia. Nhiếp vô danh mở lời. Sau đó thì sao? diệp oản oản liếc nhiếp vô danh một cái nhớ đến thì đã sao chẳng lẽ nhiếp vô danh còn có thể giúp nàng một tay sao điều này hiển nhiên không mấy khả thi đi anh nói em nghe này nhiếp vô danh thận trọng hướng về bốn phía quan sát mấy vòng đè thấp thanh âm xuống anh đã tìm ra được chỗ đó anh tìm ra được chỗ bọn họ bị nhốt nghe nhiếp vô danh nói vậy thần sắc diệp oản oản đầy kinh ngạc không thể nào đâu nói nhảm đương nhiên là tìm được rồi nếu không làm sao anh lại bồn chồn lo lắng đến mức phải đi quấy giày em và em rể? Ha ha, Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần thái có chút quá lố. Nụ cười, ha ha, này là có ý gì? Sốt cuộc ở đâu? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Ở trên một hòn đảo nhỏ cách Độc Lập Châu không xa, tọa độ anh đều đã có. Bất quá, bốn phía có trọng binh canh giữ. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ chỗ nhiếp vô danh vừa nói, có vẻ là cùng một hòn đảo mà trước đó A Cửu đã đề cập. Làm thế nào anh phát hiện? Diệp Oản Oản nhìn nhiếp vô danh, mặt đầy hiếu kỳ. Không phải là anh phát hiện, nhiếp vô danh khẽ mỉm cười, là trước đó anh âm thầm theo dõi em dễ phát hiện được. chương 2122, trong ứng ngoài hợp. Diệp Oản Oản liếc nhìn nhiếp vô danh một cái, trong nháy mắt không lời chống đỡ. Chính mình cần anh ta theo dõi sao? em gái, không phải là anh chém gió đâu. Chỉ mỗi đám người Atula đó muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào trên đảo, căn bản là không có khả năng. Nhiếp vô danh thấy Diệp oản oản không phản ứng chút nào, tiếp tục mở miệng nói: vậy anh có thể vô thanh vô tức lẻn vào trên đảo? Diệp oản oản nhìn Nhiếp vô danh, nghe Diệp oản oản hỏi vậy, Nhiếp vô danh lập tức lắc đầu, đáp chuyện đó đương nhiên là không thể nào. Bốn phía hải đảo khép kín, có quá nhiều người canh giữ coi như là thiên vương lão tử tới cũng không có khả năng trừ phi biết thuật ẩn thân vậy anh nói với em những thứ này thực ra có ý nghĩa gì diệp oản oản đầu to như cái đấu năm đó thời điểm cha mẹ sinh ra mình và anh trai hẳn là nên chia lại một chút chỉ số thông minh cho ông anh mình cha mẹ thật sự quá thiên vị biện pháp vẫn có nhiếp vô danh trầm tư chốc lát rồi mới nói với diệp oản oản nếu muốn cưỡng ép tấn công vào đảo căn bản là không thực tế nhưng có một loại biện pháp khả thi mau nói đi diệp oàn oản dục gấp cái gì không phải là anh đang giúp em gỡ dối sao dục tốc bất đạt nhiếp vô danh chỉnh diệp oàn oản một câu chợt đầy thần bí cười hề hề muốn lên đảo thật ra thì rất đơn giản đầu óc phải thông minh linh hoạt ứng biến thật ra thì cố ý bị bọn họ bắt đi còn không phải là có thể lên đảo rồi sao nhiếp vô danh vừa dứt tiếng Diệp oản oản suýt nữa nghẹn ngào phun ra một ngụm máu đây là chủ ý mà vị đại ca này của mình gọi là đầu óc phải biết linh hoạt ứng biến sao cố ý bị bắt đi ông anh này tư duy tốt thật xì diệp oản oản vừa muốn nói gì nhưng mà nghĩ lại điều nhiếp vô danh nói cân nhắc cẩn thận dường như đúng là có chút đạo lý ở bên trong nếu như là thương lượng trước với bên ngoài có lẽ có thể trong ứng ngoài hợp một lần công phá em gái à em cảm thấy đầu óc này của đại ca có nhanh nhạy hay không nhiếp vô danh nhìn chằm chằm diệp oản oản hỏi ừ tạm được diệp oản oản gật đầu một cái là như vậy anh cảm thấy với danh vọng của đại ca tại độc lập châu mà nói những người đó nhất định là sẽ động thủ đối với anh đến lúc đó anh sẽ triệu tập một nhóm lính đánh thuê đắc lực giả bộ không địch lại sau đó bị bắt đi lên đảo loại chuyện này quá nguy hiểm khẳng định là em không thích hợp cứ để cho anh làm thế nào nhiếp vô danh nhẹ giọng đề nghị nhiếp vô danh dứt tiếng diệp oản oản liền sững sờ chưa từng nghĩ vào thời khắc như thế này vị đại ca này của mình lại có thể đem lại cảm giác ấm lòng đến vậy thật ra thì trong trí nhớ nàng nhiếp vô danh đối xử với nàng rất tốt vạn phần che chở mặc dù từ nhỏ nàng đã đi theo ông ngoại thời gian sống chung cùng anh trai cũng không tính là quá nhiều thế nhưng trong từng đoạn trí nhớ kia nhiếp vô danh đã từng đem lại cảm giác vô cùng an toàn đáng tin cậy cũng không giống như bây giờ loại nhiệm vụ nằm vùng nguy hiểm như vậy diệp oản oản cũng không nghĩ tới nhiếp vô danh sẽ vì nàng chủ động gánh vác thật ra thì đại khái nhiếp vô danh có thể không quản không hỏi chuyện này thật ra thì không có bất cứ quan hệ nào với anh ấy vẫn là quá nguy hiểm diệp oản oản trầm tư chốc lát cuối cùng lắc đầu một cái Nhiệp Vô Danh không muốn để cho nàng đi gánh chịu nguy hiểm, nhưng mà nàng cũng vậy, không muốn để anh gặp rủi ro. Hai người bọn họ là anh em ruột, là máu ngủ tình thâm. Không sao đâu, em và tổ chức Atula cứ chuẩn bị ở bên ngoài, anh sẽ lẻn vào trong. Nếu như cảm thấy thời cơ thích hợp, đến lúc đó anh liền sẽ phóng hỏa ở trên đảo. Nếu như mọi người nhìn thấy khói dày đặc, vậy thì có thể lập tức hành động. Chúng ta trong ứng ngoài hợp, cùng nhau phá tan hải đảo kia. Nhiếp Vô Danh nói. Chương 2123, vì dân trừ hại. Vậy, nếu như không có lửa thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi. "Chuyện đó làm sao có thể? Anh trai thông minh của em sẽ dùng đá để tạo ra lửa." Nhiếp Vô Danh nói. "Vậy, nếu như không có cục đá thì sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, tiếp tục hỏi. "Ờ, vậy thì em và em rể xem xét tính đường nhặt xác giúp anh." Đến lúc cũng nhớ đốt cho anh vài nha hoàn xinh đẹp một chút nha." Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản không thể không nói, kế hoạch của Nhiếp Vô Danh quả thực rất khả thi, nhưng còn cần phải thảo luận kỹ hơn. Bởi vì trong hải đảo đến tột cùng là có chuyện gì, cũng không ai rõ ràng. Trước mắt bọn họ ở trong trạng thái hoàn toàn bị động. Trước tiên để em suy nghĩ một chút đã, coi như chuẩn bị áp dụng, cũng cần phải vạch kế hoạch tỉ mỉ, tuyệt đối không thể để bất kỳ chuyện không may nào xảy ra. Diệp Oản Oản nhìn nhiếp vô danh, chậm rãi nói. Còn không đợi nhiếp vô danh nói gì, Diệp Oản Oản lại tiếp lời hơn nữa. Anh, em cảm thấy, coi như những người đó muốn bắt. Hẳn cũng sẽ bắt một vị không sợ minh chủ của độc lập châu như em. Hẳn là, sẽ không bắt anh mới đúng chứ. Dầu gì mình cũng là không sợ minh chủ đấy. Nhiếp vô danh, chỉ là một vị thiếu gia nhà họ nhiếp suốt ngày chỉ biết ăn chơi, giỏi kiếm tiền nhiếp vô danh có khả năng đã hơi quá tự tin một chút. Nếu chỉ xét riêng về danh vọng và thế lực, nếu để cho Diệp Oản Oản chọn, nàng cũng sẽ bắt chính mình, tuyệt đối sẽ không đi chọn đụng vào nhiếp vô danh. Nhiếp vô danh, thích, còn xem thường anh, em là em gái ruột của anh sao? Nhiếp vô danh lườm Diệp Oản Oản một cái, gặp lại sau. Đại ca, chờ chút. Mắt thấy nhiếp vô danh định xoay người rời đi, Diệp Oản Oản bỗng nhiên hô lên. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh dừng bước lại, lãnh đạm nhìn về phía Diệp Oản Oản. "Gần đây, chú ý cẩn thận một chút." Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, trong lòng trào dâng một cảm giác lo âu. Trước đó, Tam trưởng lão theo dõi Nhiếp Linh Lung, đoạn đối thoại giữa Nhiếp Linh Lung và người thần bí nọ, Diệp Oản Oản đã biết được toàn bộ. Người của dòng chính có thể là đang chuẩn bị diệt trừ Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh mặc dù là người không đáng tin cậy, nhưng nghe nói thực lực cực kỳ mạnh. Nhưng mà thực lực dòng chính bên kia, Diệp Oản Oản cũng không nắm rõ. Nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, Nhiếp Vô Danh có thể đối phó được hay không? "Chỉ vậy thôi sao?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức. "Chứ còn gì nữa?" Diệp Oản Oản thở dài, rốt cuộc anh ta có đem lời mình nói để ở trong lòng hay không vậy? "Em cũng quá coi thường anh trai em rồi đi." Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, ở trên thế giới này, người có thể lấy đi tính mạng của anh trai em còn chưa được sinh ra anh không nhằm vào ai cả, nhưng những người ở đây đều là con gà. Nghe nhiếp vô danh nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản thoáng co giật. Cái ông anh này, mình dặn anh ta cẩn thận một chút, anh ta lại nói mình là con gà. Nhiếp vô danh dứt lời, thân thể thẳng tắp, khí thế đầy hùng dũng ngoài vệ bừng bừng nhanh chân rời đi. Thậm chí một chút thời gian để Diệp Oản Oản kịp mắng một câu cũng không có. Ngay hôm đó, sau khi Diệp Oản Oản xử lý tốt một chút chuyện vặt vãnh của không sợ minh, liền phân phó bắt đầu và thất tinh, lại cộng thêm một đám cao thủ không sợ minh, canh giữ ở chung quanh khu biệt thự ngoại ô của chính mình. Hôm nay, điều nhiếp vô danh nói, ngược lại đã nhắc nhở Diệp Oản Oản. Thân là không sợ minh chủ, nàng quả thật có xác suất rất lớn sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ chủ mưu sau màn kia. Điều động thêm một số người phòng thủ ở phụ cật, phòng ngừa chu đáo, trung quy cũng không hề thừa. Sắc trời đen nhánh, khu vực gần biệt thự, bắt đầu đem hai tay cắm vào trong túi quần, nhìn về phía thất tinh ở bên cạnh, tôi nói này lão thất, cậu nói xem có phải là phong tỷ quá mức cảnh giác và cẩn thận rồi hay không. Không sợ minh chúng ta, tại độc lập châu này chính là tiếng xấu lan xa, y như cục đá kê hầm cầu thối hoắc. Nếu như mấy người đó muốn bắt, nhất định cũng sẽ bắt kiểu người giống như kỳ hoàng, hoặc là người đứng đầu tứ đại thế gia, hoặc những loại người tương tự. Làm sao sẽ có thể để ý đến chúng ta, bắt lấy minh chủ, nhất định độc lập châu sẽ ca tụng bọn họ vì dân trừ hại. Lão thất, cậu xem tôi nói có đạo lý không? chương 2124, đêm khuya gọi điện. Một bên, thất tinh nhìn bắt đầu chầm chầm, yên lặng một hồi, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói nổi một lời. Cậu tự so sánh mình với cục đá kê hầm cầu, tôi không biết nên tiếp lời như thế nào. Sau một hồi, lúc này thất tinh mới trả lời bắt đầu một câu. Cát, phong tỷ đã dạy chúng ta muốn chúng ta phải thường xuyên tự nhìn rõ chính mình không nên tự đại mù quáng không được quên lão thất không phải là tôi đã nói với cậu tôi đều đã nhận rõ chính mình rồi nhưng cậu lại không thể con đường của cậu còn rất dài từ từ mà đi thôi bắt đầu dùng một giọng đầy vẻ từng trải nói với thất tinh thất tinh cùng lúc đó trong phòng ngủ của biệt thự diệp oản oản gọi cuộc gọi video cho đường đường bảo bối nhớ mẹ không? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đường đường trong video, Diệp Oản Oản hận không thể chạy gấp tới. Nhớ mẹ, đường đường nhìn thật kỹ Diệp Oản Oản, gật đầu một cái, cha cũng nhớ. Diệp Oản Oản, tên tiểu tử này, xem ra sinh hoạt cùng với tư giả hàn không tệ à nha, lại còn biết đi nói giúp cho cha của nhóc. Chuyện này khiến cho Diệp Oản Oản không thể nào ngờ đến. Cha con đâu? Diệp Oản Oản hỏi. Phòng bếp, nấu cơm. Đường đường chuyển hướng video vào phòng bếp, Diệp Oản Oản chỉ thấy tư giả dạ Hàn đang đeo tạp dề làm bếp, trong tay cầm một quyển sách nấu ăn, đang chuyên tâm đọc. Diệp Oản Oản, đây có coi như là đợi nước đến chân mới nhảy không vậy hả? Cơm cha nấu, ăn đã quen chưa? Diệp Oản Oản vốn định hỏi có khó ăn hay không, nhưng mà cuối cùng cũng đổi sang một cách nói khác. So với trước kia khá hơn một chút, đường đường đáp trước đó rất khó ăn. Vậy hiện tại cha làm cơm thế nào đây diệp oản oản cười hỏi có thể ăn được đường đường sau một hồi trầm tư lên tiếng trả lời diệp oản oản có thể ăn dường như đúng là khá hơn một chút so với rất khó ăn không tính là tệ mẹ nơi này có rất nhiều nữ nhân bỗng nhiên đường đường khiến cho diệp oản oản bất ngờ hả diệp oản oản hơi sững sờ có rất nhiều nữ nhân vâng đều là thuộc hạ của mộc mộc đường đường gật đầu thuộc hạ của Mộc Mộc, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, Mộc Mộc là ai vậy? Lâm Khuyết, đường đường đáp. Diệp Oản Oản, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tách họ của người ta ra mà đọc. Sao họ Lâm Lin, do hai bộ Mộc u, ghép lại mà thành. Mẹ, những cô gái đó cũng muốn tiếp cận cha, Đường Đường nói. Ồ, vậy biểu hiện của cha con như thế nào? Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn Tư Dạ Hàn, anh chàng lúc này vẫn chưa biết một chút gì đến tình huống bên này đang đọc sách nấu ăn. Đều bị con đuổi chạy rồi, bọn họ không có cơ hội tiếp cận cha, mẹ cứ yên tâm đi. Đường đường nói, nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của đường đường, Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhịn được cười, trên mặt nàng là nụ cười thật tươi. Nhóc đúng thật là con trai ruột của nàng, bảo bối tâm can không sai. Bảo bối, xử lý cho gọn gàng vào, con thật đúng là áo bông nhỏ thân yêu của mẹ. Diệp Oản Oản cười nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Đường Đường xong, Diệp Oản Oản tiện tay lật xem tạp chí giết thời gian một chút, sau đó liền tắt đèn nghỉ ngơi. Mấy giờ sau, Diệp Oản Oản lại vẫn như cũ không ngủ được, trong đầu không ngừng hiện ra ký ức thủa thiếu thời của chính mình. Chỉ bất quá, những thứ trí nhớ mơ hồ và thiếu sót kia, lại làm cho Diệp Oản Oản có chút đau đầu. Cố gắng nhớ lại, nhưng mà càng cố, đầu của chính mình lại càng đau, thật giống như là trở nên trống rỗng. Đến sau nửa đêm, Diệp Oản Oản mới vừa hơi buồn ngủ một chút, dưới lầu lại truyền đến một tiếng két thật khẽ. Âm thanh mặc dù không lớn, thậm chí là nhẹ vô cùng, như có người đang cố ý khống chế, nhưng ở trong đêm khuya lặng yên không một tiếng động này, vẫn đủ để cho Diệp Oản Oản nghe thấy được một chút. chương 2125, đây là cái chỉ số thông minh gì? Cơ hồ là trong nháy mắt này, tất cả sự buồn ngủ của Diệp Oản Oản biến mất còn tâm hơi, đã hoàn toàn thanh tỉnh cẩn thận lắng nghe âm thanh phía dưới. Đây rốt cuộc là do chính mình nghe nhầm, hay thật sự có tiếng động lạ? Chẳng lẽ có người xông vào trong biệt thự? Vào giờ phút này, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Trước đó nàng đã phân phó đám người bắt đầu và thất tinh, để cho bọn họ phòng thủ tại bốn phía biệt thự, nhất định phải chú ý từng giây từng phút. Bắt đầu và thất tinh, cộng thêm một đám cao thủ không sợ minh, con miệng nó chẳng lẽ đều không đáng tin cậy như vậy. Có người xông vào biệt thự đều không biết chút nào. Chỉ bất quá, trong lòng Diệp Oản Oản lại cũng không cách nào khẳng định, chẳng qua chỉ tiếp tục quan sát. Nhưng mà, cùng lắm chỉ trong thời gian mấy hơi thở, dưới lầu lại truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ đến cực độ, giống như một con mèo nhỏ đang hành tẩu. Nếu như không cẩn thận lắng nghe, căn bản là không có cách nào phát hiện. Chẳng lẽ là mèo? Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày tiếng bước chân này thật sự là quá nhẹ, quá nhẹ. Nếu như không phải là con chó con mèo đi nhầm vào biệt thự, vậy thì nhất định là cao thủ. Nhưng mà, ở trước khi mình sắp đi ngủ, đã xác định, đều đã khóa kín tất cả cửa phòng và cửa sổ. Nếu là chó mèo hoang, làm sao sẽ có thể tiến vào biệt thự? Bất quá chỉ chốc lát, Diệp Oản Oản cũng đã có thể hoàn toàn xác định, đây tuyệt đối không phải là con chó con mèo, mà là một người. Hơn nữa còn là một vị cao thủ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Diệp Oản Oản có thể nghe ra, bước chân đang hướng lên lầu, hơn nữa đã tiến vào mấy căn phòng trên lầu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, nhắn nhanh cho bác đầu một tin có người. Rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho Diệp Oản Oản khó tin, cái tên ngốc bác đầu này, không chỉ không hề hiểu được ý tứ nàng, lại còn gọi điện thoại qua. Diệp Oản Oản cũng không chuyển chế độ chuông sang yên lặng, chuông điện thoại trong nháy mắt vang lên. Phản ứng của Diệp Oản Oản cũng cực nhanh, trong nháy mắt đã cắt đứt điện thoại của bác Đầu. Chỉ bất quá, tiếng bước chân lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chậm rãi đi hướng về phía phòng ngủ. Đinh. Bắc Đầu gửi tin nhắn qua. Bắc Đầu, Phong tỷ, tỷ ngắt điện thoại của đệ làm cái gì? Mới vừa rồi tỷ nói, có người, là có ý gì, là gửi nhầm số. Con bà nó. Phong tỷ, đang đêm hôm khuya khoác, tỷ đang tu tiên sao? Còn chưa ngủ, có cần bọn đệ qua trò chuyện với tỷ một chút, chúng ta bàn xem nên ăn khuya cái gì? Diệp oản oản, trời má, đây là cái chỉ số thông minh gì vậy hả? Nhìn thấy nội dung tin nhắn của bắt đầu, Diệp oản oản khóc không ra nước mắt. Chuyện này, con miệng nó, suốt cuộc là ai cho mình dũng khí, lại có thể cho rằng bắt đầu sẽ đọc được hàm ý trong tin nhắn của mình vì sao nàng lại không nhắn cho thất tinh cơ chứ nhắn tin cho bác đầu để làm cái quần gì? con miệng nó có người xông vào phòng của tôi cái tên ngốc này diệp oản oản nhanh chóng nhấn điện thoại di động dùng thời gian ngắn nhất gửi tin nhắn đi đồng thời cũng chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng cũng may bác đầu không tiếp tục trả lời tin nhắn lần này chắc là cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của nàng chấm 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 vào giờ phút này tiếng bước chân cực độ nhỏ nhẹ kia đã đến trước cửa phòng ngủ của Diệp Oản Oản. Tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, cũng không thể đem cửa phòng mở ra. Trước khi sắp ngủ, Diệp Oản Oản đã cẩn thận khóa cửa phòng ngủ lại. Người ngoài cửa dường như cũng không muốn làm kinh động Diệp Oản Oản, cho nên cũng không thô bạo phá cửa. Tình huống trước mắt khiến Diệp Oản Oản cau mày, chẳng lẽ là nhóm người đã bắt đi kỳ tu nhiếm kia? Nếu là như vậy, sợ rằng có chút khó giải quyết ngay cả loại nhân vật như kỳ tu nhiễm đều bị làm thịt dễ như trở bàn tay. Chính mình tựa hồ có chút không đáng chú ý. Bây giờ, tốt nhất vẫn là có thể kiên trì đến khi đám người bắt đầu và thất tinh đi tới. Đông người vẫn tốt hơn. chương 2126 là bà. Ở bên trong đêm khuya yên tĩnh này, không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ biệt thự, két một tiếng, chậm rãi bị mở ra. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, cũng không có bất kỳ động tác gì, hô hấp rất nhẹ, phảng phất như đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Sau khi cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, phảng phất như người nọ đang đánh giá tình huống trong phòng. Trên giường ngủ, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhớn lên, thừa dịp màn đêm không ánh sáng, hướng về trước cửa quan sát. Mượn từng tia sáng yếu ớt, Diệp Oản Oản miễn cứng có thể thấy được là một bóng người không tính là cao lớn. Thân ảnh ở trước cửa, cũng không có bất kỳ hành động nào, phảng phất như hóa thành một bức tượng, lặng lặng quan sát Diệp Oản Oản đang nằm yên ở trên giường. Diệp Oản Oản cũng không hề có bất kỳ hành động nào. Nàng còn đang chờ bắt đầu và thất tinh bọn họ dẫn người qua. Ở dưới loại tình huống không nắm chắc này, Diệp Oản Oản cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không biết người đến là ai, lại càng không biết mục đích của người này, chỉ đành chờ đến khi đám người bắt đầu và thất tinh tới, mới là vẹn toàn. Vào giờ phút này, tâm trạng Diệp Oản Oản đầy khẩn trương, cơ hồ trong nháy mắt, cũng đã đưa ra quyết định. Nếu như, người này thật sự là người của dòng chính hoặc là nhóm người đã trói đi kỳ tu nhiễm kia, sau khi chờ được bắt đầu và thất tinh dẫn người tới, nhất định phải bắt hắn lại trong thời gian sớm nhất. Chỉ cần có thể bắt người này lại, Diệp Oản Oản tự tin, tất nhiên sẽ có thể từ trong miệng, hắn, hỏi ra được rất nhiều tin tức. Trước mắt, bọn họ vô cùng bị động, mà nguyên nhân chủ yếu nhất của loại bị động này vẫn là vì thiếu hụt thông tin. Tình hình hôm nay, vô luận là không sợ Minh cũng được, hay là Atula cũng được, thậm chí cả nhiếp ra nữa, đều quá mức bị động. Suốt cuộc là người nào đã bắt đi một nhóm nhân vật máu mặt có danh tiếng cực lớn tại độc lập châu? Mục đích của bọn họ là cái gì? Mục tiêu kế tiếp lại là ai? Căn bản không biết gì cả. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, trong lòng không hề có chút mảy may sợ hãi ngược lại còn có chút chờ mong trong lòng rất hy vọng vị khách không mời mà đến này thuộc nhóm người đã bắt đi kỳ tu nhiễm như vậy nàng mới có cơ hội chuyển từ bị động sang chủ động còn không đợi diệp oàn oản suy nghĩ nhiều bóng người vốn đứng yên trước cửa không hề động đậy lại bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước ở bên trong đêm khuya yên tĩnh này bước chân vô cùng nhỏ nhẹ lại lần nữa vang lên tựa như một cái chớp mắt cũng tựa như cả một thế kỷ dài đằng đắng trôi qua bóng người nọ rốt cuộc cũng đi tới trước giường Diệp Oản Oản, hơn nữa còn dừng bước, ẩn nấp cơ thể, hướng về phía bàn tay của Diệp Oản Oản quan sát. Giờ phút này, khoảng cách giữa Diệp Oản Oản và người nọ đã vô cùng gần, mượn một tia sáng yếu ớt ngoài cửa sổ dọi vào, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thấy rõ, là một người phụ nữ. Tướng mạo người này có chút mơ hồ, nhưng Diệp Oản Oản luôn cảm thấy, người phụ nữ này, dường như mình đã từng gặp qua ở nơi nào. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, người này không người, mò về phía bàn tay của Diệp Oản Oản. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đôi mắt vốn nhắm chặt của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt mở ra, bắt lấy bàn tay phải của bà ta. Cùng lúc đó, trong biệt thự truyền đến một loạt tiếng bước chân và thanh âm gào thét. Cạch, công tắc điện chính của phòng ngủ bị ai đó bật lên. Bóng tối tan đi, bị ánh sáng thay thế. Phong tỷ, tỷ không sao chứ, bọn đệ tới rồi. Sau khi bắt đầu mở đèn, vội vàng nói với Diệp Oản Oản. Thất tinh nhìn bóng lưng của nữ nhân đứng ở trước giường Diệp Oản Oản, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Là bà. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình, thần sắc không khỏi kinh ngạc, mặt đầy vẻ cổ quái. Người là ai, dám lẻn vào trong phòng của phong tỷ ta, người muốn chết. Bắt đầu hét lớn một tiếng, thoát cái liền chạy như bay tới trước giường. Nhưng mà, sau khi bắt đầu thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, lại trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ. Mẹ! chương 2127, nhất định sẽ đánh chết mẹ. Vào giờ phút này, bắt đầu nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt, cả người xứng sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mẹ! Bắt đầu mặt đầy mộng bức, nữ nhân tới ám sát minh chủ bọn họ, tại sao lại có thể là mẹ hắn? Đừng nói chi là bắt đầu, ngay cả thất tinh đứng ở một bên, Thần sắc cũng vạn phần kinh ngạc. Ở trong đầu của Thất Tinh, mẹ Bắc Đầu chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một người bình thường, sức khỏe cũng không tốt lắm. Vì sao tối hôm nay lại sẽ xuất hiện ở bên trong phòng Minh Chủ? Chẳng lẽ mẹ Bắc Đầu chính là kẻ chủ mưu, người đã bắt đi Kỳ Hoàng và thủ lĩnh các thế lực hàng đầu độc lập châu? Chỉ bất quá, vô luận như thế nào Thất Tinh cũng nghĩ không thông, vì sao mẹ của Bắc Đầu phải làm như vậy? Mẹ, tại sao lại là mẹ? rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mẹ và Phong tỷ có thâm cừu đại hận gì, thừa dịp trời tối trăng mờ, muốn lấy mạng của Phong tỷ. Bắt đầu nhìn chằm chằm mẹ của mình, thần sắc có chút kích động. Bắt đầu vừa dứt tiếng, người phụ nữ nọ lườm bắt đầu một cái, ai nói là mẹ tới ám sát không sợ minh chủ của con. Mẹ, chuyện này không phải là rõ ràng sao, chính bởi vì trời tối trăng mờ là lúc giết người thích hợp nhất. Không phải là mẹ tới giết phong tỷ, chẳng lẽ là tới thăm hỏi nếu như mẹ muốn thăm hỏi, sao lại không đi cửa chính? Bác đầu vội vàng chất vấn. Đi ra ngoài, chân mày của mẹ bắt đầu hơi nhăn lại, mẹ và minh chủ của con, có mấy lời muốn trò chuyện riêng một chút. Mẹ, xin mẹ ngàn vạn lần chớ có làm chuyện điên rồ. Mẹ ở bệnh viện nhiều năm như vậy, tiền thuốc thang cũng đều là do phong tỷ trả. Chúng ta không thể lấy oán báo ân, muôn ngàn lần xin mẹ không nên ra tay với phong tỷ, bởi vì phong tỷ nhất định sẽ đánh chết mẹ đấy. Bác đầu mặt đầy lo âu thất tinh có thể trước tiên giúp gì dẫn nó ra ngoài được không mẹ bắt đầu nhìn về phía thất tinh ở bên cạnh mở miệng hỏi đều đi ra ngoài trước đi diệp oản oản lên tiếng diệp oản oản có lệnh lúc này thất tinh mới gật đầu một cái một tay túm lấy bác đầu kéo bác đầu ra ngoài cửa cũng đem cửa phòng ngủ đóng lại lập tức trong phòng ngủ chỉ còn diệp oản oản và mẹ bác đầu hai người a di nói một chút đi trễ như vậy còn lẻn vào gian phòng của tôi, hẳn không chỉ vẻn vẹn là muốn tìm tôi tán gẫu một chút, đơn giản như vậy đi. Diệp Oản Oản hướng về mẹ bắt đầu quan sát, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy đối với chính mình, dường như mẹ bắt đầu cũng không hề có ác ý. Minh chủ, những thứ khác trước không nói, có thể cho tôi xem chiếc nhẫn của cô một chút được hay không? Mẹ bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, mở miệng hỏi. Nghe yêu cầu của mẹ bắt đầu, Diệp Oản Oản lại có chút cẩn thận chiếc nhẫn lại là tới vì chiếc nhẫn diệp oản oản vạn phần hiếu kỳ hai chiếc nhẫn kia rốt cuộc là đại biểu cho cái gì làm sao sẽ có nhiều người cảm thấy hứng thú đối với hai chiếc nhẫn này như vậy hết nhóm này lại tới nhóm khác ý bà nói là cái này sao diệp oản oản đem tay phải giơ lên đưa ngón tay đang mang chiếc nhẫn nhẹ nhàng hướng về mẹ bắt đầu quơ quơ sau khi thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay diệp oản oản thần sắc mẹ bắt đầu biến đổi liên tục trong lúc nhất thời, đứng lặng tại chỗ hồi lâu không hề mở miệng, phảng phất như chiếc nhẫn này, gợi nhớ lại một loại hồi ức nào đó trong đầu bà. Minh chủ, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, chiếc nhẫn này là lấy được từ nơi nào? Hay là, có lẽ nào, chiếc nhẫn này thật sự thuộc về cô sao? Hồi lâu sau, mẹ bắt đầu mới mở lời. Nghe tiếng, thân xác diệp oản oản đầy cổ quái, mẹ của bác đầu, rốt cuộc có lai lịch gì? Ở trong trí nhớ được khôi phục của nàng, đối với mẹ bắt đầu, nàng cũng có một chút ấn tượng. Bắt đầu thường xuyên, líu lo, ở bên tai của nàng về mẹ của mình. chương 2128, Eric đời mới của tử vong hoa hồng. Ở trong trí nhớ của nàng, mẹ bắt đầu, chẳng qua là người bình thường, dường như cũng không có quan hệ gì với bất kỳ thế lực nào tại độc lập châu. Cũng đúng như bắt đầu nói như vậy, sức khỏe của mẹ cậu ta vẫn luôn không được tốt cho lắm. Từ tình hình hiện tại mà xem, mẹ của bác đầu, dường như không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, thật giống như bà ta biết được hàm nghĩa của hai chiếc nhẫn. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt. Chiếc nhẫn này, có phải là thuộc về nàng hay không, ý nghĩa của câu hỏi này là cái gì? Còn không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, bà ta lại bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói, mà thôi, chiếc nhẫn có phải là thuộc về cô hay không, hẳn cũng không phải là điều tôi nên hỏi tới hay là bận tâm a à di bà rốt cuộc là ai diệp oản oản nhìn chằm chằm mẹ bắt đầu chân mày hơi nhíu lại mà diệp oản oản vừa dứt tiếng mẹ bắt đầu lại bỗng nhiên hướng về diệp oản oản quỳ một chân trên mặt đất thuộc hạ một trong 72 địa sát của tử vong hoa hồng kiêm người liên lạc toàn cầu của tử vong hoa hồng ra mắt eric tân nhiệm mẹ bắt đầu vừa dứt tiếng diệp oản oản mặt đầy mộng bức tôi là ai đây là đâu có chuyện gì thế này tử vong hoa hồng Eric Tân Nhiệm. Ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Oản Oản từ trong miệng của Tư Vô Thiên đã biết được, hắc quả phụ mỗi một đời của tử vong hoa hồng đều có cùng một danh hiệu là Eric. Giờ phút này, mẹ bắt đầu lại có thể gọi mình là Eric Tân Nhiệm. Còn nữa, khiến cho Diệp Oản Oản khó có thể tưởng tượng là, mẹ bắt đầu lại sẽ có thể là người của tử vong hoa hồng, lại còn là một trong 72 địa sát. Mặc dù nàng cũng không biết 72 địa sát là cái gì, cũng không hiểu rõ tính chất của câu chuyện có nghiêm trọng hay không. Nếu như cô không biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì, tôi có thể nói cho cô. Nhìn vẻ mặt mộng bức của Diệp Oản Oản, mẹ bắt đầu lên tiếng. Vậy thì, bà nói một chút đi, thân sắc Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ. Quả thực nàng không biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì. Vâng, mẹ bắt đầu gật đầu một cái, tử vong hoa hồng được sáng lập từ mấy trăm năm trước, mà thế hệ đầu tiên sáng lập ra tử vong hoa hồng, vốn gọi là Eric, từng cùng một vị thiếu gia của đại thế gia độc lập châu yêu mến nhau. Nhưng mà, bởi vì vấn đề chế độ của độc lập châu, tình cảm hai người lại gặp phải sự cản trở rất lớn. Cuối cùng, vị thiếu gia đại thế gia kia, bỏ rơi Eric đời đầu. Sau đó, lúc này Eric đời đầu mới thành lập tử vong hoa hồng, tự xưng là hắc quả phụ, thay thế cho danh hiệu Eric. Diệp oản oản đầy kinh ngạc, thì ra tử vong hoa hồng được thành lập như vậy. Mà trong tử vong hoa hồng, từ thế hệ đầu tiên trở đi đã có một quy tắc bất di bất dịch liên quan đến chiếc nhẫn trên tay cô. Chiếc nhẫn này ở bên trong Tử vong Hoa hồng, đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng, bất luận kẻ nào lấy được chiếc nhẫn này liền có tư cách lãnh đạo Tử vong Hoa hồng. Mẹ bắt đầu tiếp tục nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được, quy củ này có phải là không đủ nghiêm cẩn hay không? Nếu như chiếc nhẫn mất hoặc là bị người khác cướp đi, vậy chẳng phải là Nếu như là kẻ mạnh chiếc nhẫn làm sao sẽ mất làm sao sẽ có thể bị người bên cạnh cướp đi nhưng nếu như là người yếu vậy thì không có tư cách trở thành eric của tử vong hoa hồng mẹ bắt đầu giải thích nghe lời giải thích này diệp oản oản hơi có chút cạn lời vì eric thế hệ đầu tiên kia đến tột cùng là quá tự tin hay vẫn là quá qua loa tùy hứng một chút hiện tại chiếc nhẫn này ở trong tay cô cô liền là eric một đời mới của tử vong hoa hồng mẹ bắt đầu tiếp tục nói Vậy, nếu như chiếc nhẫn này của tôi bị người bên cạnh đoạt đi thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi dò. "Nếu như là bị người khác cướp đi, cô và Tử vong Hoa hồng cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào. Chiếc nhẫn ở trong tay ai, người đó chính là Eric đương nhiệm." Mẹ bắt đầu trả lời. "Chương 2129, cũng là cướp được." "Được rồi, tôi hiểu rồi." Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không biết nên nói gì. "Chiếc nhẫn này" là ban đầu chính mình giao cho tư giả hàn bảo quản, nhưng tư giả hàn cũng không biết lai lịch của nó, cho nên chưa bao giờ sử dụng. Mà trước đó ít ngày, tư giả hàn cũng đã bàn giao lại chiếc nhẫn này cho mình. Có thể, chiếc nhẫn này mình là từ nơi nào đó lấy được. Đoạn ký ức này, Diệp Oản Oản vẫn chưa thể khôi phục lại. Nghe mẹ bắt đầu giải thích, lúc này Diệp Oản Oản mới chợt hiểu ra một chút, vì sao luôn có người lại đánh chú ý lên chiếc nhẫn này của mình thì ra không phải là vì giá trị vật chất của chiếc nhẫn, mà là ý nghĩa biểu trưng của nó. Nếu như chiếc nhẫn này rơi vào trong tay người ngoài, người lấy được chiếc nhẫn lại biết được hàm nghĩa của nó, vậy thì hắn sẽ ngay lập tức có thể trở thành Eric một đời mới, khống chế toàn bộ tử vong hoa hồng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản không ngừng suy tư, chiếc nhẫn này đến tột cùng là chính mình lấy được từ nơi nào. Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản bỗng nhiên sững sờ. Chẳng lẽ chiếc nhẫn này cũng là năm đó mình cướp được không sợ mình cướp đông cướp tây chuyện này là quá bình thường có được hay không chỉ bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút dường như có chút không hợp lý lắm mình năm đó coi như lợi hại hơn nữa làm sao lại có thể cướp được chiếc nhẫn từ trong tay eric của tử vong hoa hồng nói đùa sao trừ phi eric tiền nhiệm kia là một con gà cùi bắp đương nhiên xác suất của chuyện này dường như cũng không cao aji nói thêm một chút cho tôi nghe về tử vong hoa hồng. Diệp Oản Oản nhìn mẹ của bác đầu, yêu cầu. Không thành vấn đề, mẹ bác đầu khẽ vuốt cằm, bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản giải thích hết thảy mọi chuyện có quan hệ với tử vong hoa hồng. Hắc quả phụ thế hệ đầu tiên, cũng bởi vì không phải là người của độc lập châu, cho nên không được độc lập châu công nhận, thậm chí bị chính người đàn ông mình yêu phản bội. Vì bảo toàn danh tiếng và địa vị thế gia của mình, hắn đã vứt bỏ người yêu. Dưới cơn nóng giận, người kia sáng lập ra tử vong hoa hồng mà dự tính ban đầu của tử vong hoa hồng chính là để chống lại độc lập châu chỉ bất quá độc lập châu khi đó thuộc về thời kỳ cường thịnh nhất mà tử vong hoa hồng lại là thế lực mới tích lũy không đủ không cách nào chống lại được mà tại đoạn thời gian sau đó độc lập châu đã không còn cường thịnh cường đại như thời kỳ năm xưa mà ngược lại tử vong hoa hồng lại càng ngày càng lớn mạnh trong thời gian vài chục năm gần đây mấy đời eric quan hệ với độc lập châu đều hết sức tồi tệ. Nhất là Eric đời trước, thậm chí còn trực tiếp khai chiến cùng độc lập châu. Chỉ tiếc, Eric một đời trước, cuối cùng bởi vì một số chuyện, chết thảm ở độc lập châu. Sau chuyện này, chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của tử vong hoa hồng, cũng biến mất theo. Mãi đến khi Diệp Oản Oản xuất hiện, chiếc nhẫn này mới lần nữa thấy lại mặt trời. Diệp Oản Oản yên lặng không lời, chống cầm trầm tư eric một đời trước của tử vong hoa hồng vậy mà lại có thể chết ở độc lập châu không phải nói sức mạnh của tử vong hoa hồng ở trên độc lập châu sao vì sao kết cục lại là như vậy eric tiền nhiệm vì sao lại phải chết là bởi vì sức mạnh của tử vong hoa hồng không cách nào cùng độc lập châu chống lại sao diệp oản oản không chút nghĩ ngợi đưa ra câu hỏi nghe diệp oản oản hỏi vậy mẹ bắt đầu lại lắc đầu một cái đáp là thế này trải qua mấy chục đời Phần lớn thế lực của Tử vong hoa hồng đều đã lan tỏa khắp các nơi trên thế giới, mà triệu tập lực lượng nòng cốt lại cần có không ít thời gian. Eric một đời trước cũng không thông qua tôi triệu tập lực lượng nòng cốt của Tử vong hoa hồng, mà lại ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đột ngột khai chiến cùng độc lập châu. Nghe xong sự giải thích của mẹ bắt đầu, Diệp Oản oản nhẹ nhàng gật đầu, đại khái hiểu được cốt lõi của vấn đề. Chương 2130, nhặt được tiện nghi lớn. Eric một đời trước, tựa hồ là có chút tự đại mù quáng. Nếu như trước tiên triệu tập lực lượng nòng cốt của tử vong hoa hồng, sau đó mới phát động tấn công đối với độc lập châu, có khả năng mọi chuyện đã khác. Đúng rồi. Diệp Oản Oản vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn khác, đưa cho mẹ của bắt đầu, a chiếc nhẫn này, tại tử vong hoa hồng biểu trưng cho cái gì. Nghe tiếng, mẹ bắt đầu nhận lấy chiếc nhẫn Diệp Oản Oản đưa tới, sau khi quan sát cẩn thận, lắc đầu một cái, chiếc nhẫn này, mặc dù có chút tương tự với chiếc nhẫn trí cao vô thượng của tử vong hoa hồng kia, nhưng thuộc hạ thật đúng là chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy. Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Ban đầu, nàng vốn cho rằng hai chiếc nhẫn này chắc là cùng một cặp. Nhưng mà chiếc nhẫn này lại có thể không có chút quan hệ nào với tử vong hoa hồng sao. Không sai, chiếc nhẫn cô vừa lấy ra này, tôi có thể khẳng định tuyệt đối không có mảy may quan hệ cùng với tử vong hoa hồng. Nếu như có, tôi thân là người liên lạc toàn cầu của tổ chức, không có khả năng sẽ không biết. Mẹ bắt đầu nói đầy khẳng định. Mẹ bắt đầu nói xong, Diệp Oản Oản lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chiếc nhẫn thứ hai vậy mà lại, con miệng nó, là hàng giả sao? Chính mình lại còn xem như là bảo bối, cất giữ cẩn thận. Đương nhiên, hàng giả chẳng qua chỉ là một loại khả năng trong đó, Diệp Oản Oản cũng không cách nào khẳng định chắc chắn. Có lẽ, còn có ý nghĩa khác cũng chưa biết chừng lúc này diệp oản oản thu hồi chiếc nhẫn thứ hai lại bất kể có phải là hàng giả hay không cứ giữ lại cũng không thừa nếu cô đã mang theo chiếc nhẫn xuất hiện cô sẽ tiếp nhận sứ mệnh của tử vong hoa hồng hay không đây không cho diệp oản oản cơ hội tiếp tục nói gì mẹ bắt đầu hỏi tiếp nhận đương nhiên tiếp nhận diệp oản oản không chút do so dự gật đầu một cái chính mình lại tự nhiên nhặt được tiện nghi lớn từ không sợ minh chủ trực tiếp thăng chức lên đến eric của tử vong hoa hồng có ngu mới không tiếp nhận. Đúng rồi, sứ mệnh của Tử vong hoa hồng là cái gì? Diệp Oản Oản bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Sứ mệnh của Tử vong hoa hồng này, hẳn sẽ không phải là muốn hủy diệt độc lập châu đấy chứ. Sửa đổi quy tắc độc lập châu, cùng với báo thù cho Eric một đời trước. Mẹ bắt đầu nói. Diệp Oản Oản, vào giờ phút này, Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Đây con mẹ nó không phải là mình nhặt được tiện nghi lớn đây rõ ràng là nhặt được một củ khoai nóng bỏng tay, có được không? Sửa đổi quy tắc cái gì, tạm chưa nói đến, nhưng còn báo thù cho Eric một đời trước. Nói đùa sao, Eric một đời trước là bị tất cả các thế lực của độc lập châu liên thủ tiêu diệt. Đây còn không phải là tương đương với phải tiêu diệt toàn bộ độc lập châu sao. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Oản Oản lại có chút cưới hổ khó xuống. Chính mình mới vừa rồi đáp ứng thực quá là dứt con miệng nó khoát rồi đi. Khục, Chuyện này, trước không nóng vội, chúng ta cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ vạn phần, nhất định phải thảo luận kỹ hơn để sau đi. Sau một thoáng trầm tư ngắn ngủi, lúc này Diệp Oản Oản mới lên tiếng nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ, nói chung hiện tại chiếc nhẫn biểu trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của tử vong hoa hồng đang ở trong tay nàng, trước tiên cứ ổn định vẫn hơn. Đợi sau khi ổn định, hết thảy còn không phải đều do nàng định đoạt sao? Cũng không thể nói là Diệp Oản Oản hưởng thụ quyền lợi nhưng lại muốn trốn tránh nghĩa vụ. Chẳng qua là tiêu diệt toàn bộ độc lập châu, chuyện này căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ ngay cả Nhiếp gia, Atula, Không sợ Minh, nàng đều phải tiêu diệt sạch toàn bộ sao? Huống chi, trước mắt mà nói, thực ra nàng cũng chưa hề được hưởng thụ được chút quyền lợi nào của tử vong hoa hồng. Hơn nữa, Diệp Oản oản luôn cảm thấy, sự tình có khả năng cũng không hề đơn giản như những gì mẹ bắt đầu nói. Có lẽ còn có một chút ẩn tình không muốn người khác biết ở bên trong. Những thứ này đều phải điều tra cho rõ ràng trước đã. chương 2131 là đang gạt đệ sao? Thấy mẹ bắt đầu còn muốn tiếp tục chủ đề này, Diệp Oản Oản chuyển đề tài, đúng rồi a di cha của bắt đầu là làm cái gì? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mẹ bắt đầu xứng cả người, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đáp cha bắt đầu là người độc lập châu, mà tôi thì không phải mà quy củ độc lập châu, hẳn cô cũng biết, cấm chỉ người độc lập châu và người ngoài lấy nhau. Cũng là bởi vì có dính líu tới tôi, cha bác đầu bị thế gia của mình trừng phạt. Bởi vì cha thằng bé từ nhỏ thể trạng ốm yếu, cho nên không thể chịu đựng nổi sự trừng phạt của gia tộc. Bác đầu cũng không được công nhận, tôi chỉ có thể một thân một mình nuôi nấng bắt đầu. Lại nói, tôi phải cảm ơn cô, mấy năm nay đã giúp tôi chiếu cố bác đầu. bắt đầu khi đó đi theo cha nó ở trong nhà tận mắt nhìn thấy cha nó chịu phạt cho đến chết. Hích, tôi thật có lỗi với bác đầu. Mẹ bác đầu lắc đầu một cái. Diệp oản oản. Diệp oản oản nhớ mang máng, bác đầu vẫn luôn một mực cường điệu chuyện cha của mình là bỏ đi theo tiểu tam rồi. Trong lòng bác đầu hẳn là cũng hiểu rõ, cậu ta tận mắt nhìn thấy cha của mình bị xử phạt đến chết. Chẳng qua là, sâu trong nội tâm của mình, cậu ta không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Thật ra thì, đều nói bác đầu có chút ngốc, nhưng theo Diệp Oản Oản, bắt đầu cũng không hề ngốc. Những gì năm đó trải qua, đã khiến cho cậu ta tự thu mình vào trong vỏ ốc, để cho mình sống ở trong thế giới của riêng mình. Diệp Oản Oản biết, cha bắt đầu chết, đã kích đối với cậu ta thật sự rất lớn, khiến cậu chẳng thà tình nguyện ở bên trong thế giới của mình, cũng không bao giờ muốn đi ra ngoài đối mặt với sự thật một lần nữa. Đúng rồi, lần trước tại sao võ đạo liên minh công hội lại muốn bắt bà? Diệp Oản Oản nhìn về phía mẹ bắt đầu, hỏi. Đối với câu hỏi này, thần sắc mẹ bắt đầu cũng hơi có chút nghi ngờ. Đừng nói Diệp Oản Oản, ngay cả chính bản thân bà cũng không biết tại sao người của võ đạo liên minh công hội lại muốn bắt mình. Có lẽ là phát hiện ra thân phận của tôi cũng chưa biết chừng. Dù sao, tôi cũng là người của tử vong hoa hồng. Mẹ bắt đầu giải thích. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, cũng có thể là như vậy. Nếu như không phát hiện thân phận của mẹ bắt đầu, võ đạo liên minh công hội cũng không đến nỗi sẽ vô duyên vô cớ đi bắt một người bình thường. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra. Mẹ, mẹ không sao chứ? Bắt đầu hướng vào trong nhà, quan sát mẹ của mình từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời. Chính mình cũng không phải là cọp, Chẳng lẽ còn có thể ăn thịt mẹ cậu ta hay sao? Không có việc gì, mẹ cùng tán gẫu với minh chủ của con một chút mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Mẹ bắt đầu cười nói. Con an tâm rồi, bất quá, đã trễ như vậy mẹ còn lặn lội lẻn vào trong nhà Phong tỷ để làm gì vậy? Bắt đầu có chút không cách nào hiểu được. Không có gì, là trước đó tôi có hẹn a gì tới, nhưng lỡ quên mà thôi. Diệp Oản oản cười nói. Nghe tiếng bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, phong tỉ, để có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Nói một chút coi, Diệp Oản Oản nói. Phong tỉ, tỷ là đang gạt đệ sao? Bắt đầu hỏi. Đúng thế, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Chẳng lẽ mình qua loa lấy lệ còn chưa đủ rõ ràng sao, còn cần phải đặc biệt hỏi lại một câu. Ồ, không có việc gì, đệ chỉ tùy tiện hỏi một chút. Bắt đầu gật đầu một cái. Bắt đầu, trước tiên cậu giúp tôi tiến a di về nhà diệp oản oản giao phó được vậy để đệ đưa mẹ về nhà để cho lão thất canh chừng sau đó đệ sẽ quay lại lần nữa bắt đầu liếc thất tinh một cái trông chừng cho kỹ xảy ra chuyện gì tôi tính sổ với cậu không cho thất tinh cơ hội đáp lại bắt đầu đã dẫn theo mẹ của mình rời khỏi phòng ngủ chương 2132 hình ảnh này quá đẹp đợi sau khi bắt đầu rời đi đám người thất tinh cũng lui ra khỏi phòng. Diệp Oản Oản một mình nằm ở trên giường, tối nay, cứ như thể nàng vừa trải qua một giấc mộng. Mơ mơ hồ hồ, mình lại biết được lai lịch của chiếc nhẫn, lại trong mơ mơ hồ hồ trở thành Eric, và còn biết đến một chút chuyện cũ của tử vong hoa hồng năm xưa. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản tâm trạng ngổn ngang, làm cho nàng không có đủ thời gian để kịp tiêu hóa. Con đường phía sau, đi như thế nào? Thật ra thì, cuộc sống nàng mong muốn rất đơn giản cùng a cửu và đường đường ở chung một chỗ thanh thanh thản thản an an ổn ổn cùng người một nhà xung vầy như thế thôi bình yên chỉ bất quá thực lực không cho phép chính mình con miệng nó là không sợ minh chủ thì thôi coi như xong đi lần này con miệng nó lại tiếp nhận vị trí người lãnh đạo tối cao của tử vong hoa hồng còn con miệng nó phải gánh lên vai nhiều sứ mệnh và trách nhiệm như vậy thực sự xem nàng là siêu nhân sao không phải nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều sao? Có phải là ông trời có hiểu lầm gì đó với năng lực của nàng rồi hay không? Bây giờ, Diệp Oản Oản thật sự xem chiếc nhẫn trong tay mình như củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng mà, dù phỏng tay như thế nào, cũng phải nắm ở trong tay, không cách nào vứt bỏ. Chuyện này không phải có ý nghĩa, Diệp Oản Oản có bao nhiêu khát vọng với quyền lực trí cao của tử vong hoa hồng. Mà là, nếu như nàng buông tha chiếc nhẫn này, lỡ như vạn nhất người kế nhiệm vị trí eric muốn hoàn thành sứ mệnh thì làm sao bây giờ đem tất cả quân chủ lực của tử vong hoa hồng toàn bộ triệu tập sau đó tấn công độc lập châu hình ảnh này quá đẹp cho nên bất kể như thế nào chiếc nhẫn này chỉ có thể là của nàng chỉ cần nàng không đáp ứng tử vong hoa hồng cũng không dám làm sằng làm bậy dù sao trước mắt nàng mới là thủ lĩnh đương nhiệm của tử vong hoa hồng diệp oản oản lặng lẽ trầm tư mình có thể mượn dùng sức mạnh của tử vong hoa hồng để đả kích những kẻ được gọi là dòng chính kia hay không. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nghĩ sâu, màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Mới vừa rồi, Diệp Oản Oản tắt chuông điện thoại và cả hiệu ứng dung nữa, cho nên chỉ có màn hình sáng lên. Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động lên, tên người gọi đến là nhiếp vô danh. Đã chế thế này, chẳng lẽ là anh gọi em để bàn chuyện làm ăn? Diệp Oản Oản nối điện thoại, bắt chuyện trước tiên. Thích, em gái bảo bối, cũng không phải là anh định bàn chuyện làm ăn với em. Con miệng nó, nhiếp linh lung trở về rồi, em biết chưa? Âm thanh nhiếp vô danh có chút kích động, bất quá, tựa hồ rất tức giận. Nhiếp linh lung trở về rồi. Chân mày diệp oản oản khẽ nhíu lại, thân phận của à ta, rõ ràng đã bị bại lộ, nhưng lại còn dám mặt không đỏ tim không nhảy quay trở lại nhiếp ra. Không thể không nói, đẳng cấp của con ả nhiếp linh lung này, quả thực không thấp, tuyệt đối không thể xem thường. Đừng có gấp, từ từ nói. Diệp Oản Oản nói. Còn từ từ nói, từ từ cái giam á. Lần trước, lính đánh thuê thủ hạ của anh đều đã nói rõ tình hình với anh rồi. Tiểu tiện nhân này, không được, anh phải đi cắt đứt tay chân của ả ta. Nhiếp vô danh nói. Không được, Diệp Oản Oản lập tức cắt ngang. Không được, tại sao không được, Nhiếp vô danh sửng sốt một chút. Cắt đứt tay chân của cô ta, anh dựa vào cái gì anh nói cô ta thông đồng với dòng chính anh có chứng cớ sao diệp oản oản hỏi làm sao không có chứng cớ thủ hạ của anh thấy được một vị trưởng lão không sợ minh bên em không phải cũng nhìn thấy sao nhiếp vô danh trả lời vậy thì như thế nào diệp oản oản lạnh lùng nói đừng quên nhiếp linh lung là người dự bị cho vị trí gia chủ nhiếp gia nhiệm kỳ kế là đối thủ cạnh tranh của em mà anh là đối thủ cạnh tranh bị nhiếp linh lung đào thải anh và em lại là anh em ruột, những trưởng lão và cao tầng nhiếp ra kia, sẽ tin lời nói một phía của chúng ta sao? Bây giờ anh động thủ, những cao tầng kia, ngược lại sẽ nói chúng ta dùng thủ đoạn không đứng đắn bêu xấu nhiếp linh lung. Nhiếp ra, cũng không phải là nhiếp ra của một người nào đó. Loại sự tình như chuyện lập gia chủ, coi như là gia chủ và chủ mẫu nhiếp ra, cũng phải cùng thương nghị với những trưởng lão, cao tầng kia, cuối cùng bỏ phiếu tuyển cử chương 2133, liền không thể nghĩ tới điểm tốt sao. Đầu điện thoại bên kia, nhiếp vô danh sau hồi lâu trầm mặc lúc này mới nói, đúng vậy, em gái, em nói qua đúng, làm sao anh không nghĩ tới cơ chứ. Nhiếp linh lung kia không lo ngại gì trở lại, nhất định là vì ăn chắc chúng ta không có chứng cớ. Anh thật muốn ra tay với cô ta, suýt nữa quên cân nhắc tới vấn đề của chúng ta rồi. Trưởng lão và những cao tầng kia vẫn đều luôn nghiêng về phía nhiếp linh lung cũng còn may là anh gọi điện thoại cho em nếu không anh bị sập hố rồi mụ nội nó diệp oản oản có chút cạn lời nhiếp vô danh làm việc quá mức kích động ít dùng não sớm muộn cũng sẽ bị thua thiệt vậy phải làm gì bây giờ có phải là trước tiên cần tìm ra chứng cứ hay không nhiếp vô danh hỏi anh yên tâm đi nhiếp linh lung dám trở lại nhất định là anh sẽ tìm không ra bất kỳ chứng cứ nào đừng xem thường cô em gái này của chúng ta hiện tại làm bộ như không có chuyện gì là được rồi. Diệp Oản Oản nói, làm bộ như không có việc gì, nhiếp vô danh sửng sốt một chút. Ừm, nhiếp linh lung nhất định cho rằng anh sẽ động thủ đối với ả ta, chúng ta hết lần này tới lần khác liền làm bộ như thể không có chuyện gì xảy ra. Ai dắt mũi ai đi, còn chưa biết, Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Đúng đúng đúng, em phân tích quá đúng, thật ra thì anh gọi điện thoại cho em, chính là có ý tứ như vậy, để cho em không nên bị cô ta rắt mũi dẫn đi nhiếp vô danh nói diệp oản oản con miệng nó anh lại còn không biết xấu hổ đến vậy sao sáng sớm hôm sau diệp oản oản nhận được điện thoại của nhiếp phu nhân thúc giục nàng trở về một chuyến có chuyện quan trọng cần bàn bạc nhiếp gia nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ ngồi ở trên ghế salon nhiếp linh lung nhu thuận cung kính đứng ở một bên cha mẹ hai người yên tâm khoảng thời gian hai người không ở trong nhà này con sẽ cẩn thận trông nom. Nhất là anh con, trông chừng cho cẩn thận vào, đừng để cho nó lại ở bên ngoài gây rắc rối. Nhiếp phu nhân không yên lòng dặn dò. Nhiếp vô danh đang rung đùi nằm trên ghế salon chơi game, nghe vậy ló đầu ra than phiền, mẹ, mẹ liền không thể nghĩ tới điểm tốt của con sao. Nhiếp phu nhân lườm hắn một cái, vậy trước hết ngươi cũng phải có chỗ tốt để ta nghĩ tới đã. Nhiếp vô danh hắn thực sự cảm thấy người nên đi xét nghiệm adn chắc chắn là hắn hắn tuyệt đối không phải là con ruột đâu nhiếp linh lung hướng về phía người giúp việc ở bên cạnh nhìn một cái ngay sau đó người giúp việc vội vàng xách từng túi lớn túi nhỏ những hộp quà đầy tinh xảo đi tới nhiếp linh lung mở miệng nói đúng rồi mẹ đây là nhân sâm và tổ yến con để cho thủ hạ đặc biệt mang về từ hoa quốc còn có một chút đồ bổ nữa mẹ và cha vất vả như vậy nhất định phải bồi bổ thật tốt chú ý thân thể nhiếp phu nhân gật đầu một cái, con thật có lòng. Nhiếp gia chủ nhìn nhiếp linh lung nhu thuận hiểu chuyện, sắc mặt phức tạp. Sau khi vạch trần vô ưu giả, ông đã điều tra kỹ toàn bộ nhiếp gia, nhưng cũng không hề phát hiện ra manh mối gì. Lần này vừa vặn thừa dịp đi cẩm thành, lại qua bên kia điều tra một chút. Lúc này, nơi cửa truyền tới một tiếng bước chân nhanh nhẹn. Diệp oản oản xách theo một cái túi ni lông, mặt đầy tươi cười từ bên ngoài phòng đi vào. Cha, mẹ, nghe được âm thanh nhu mì của con gái mình, dáng vẻ đoan trang cao quý trên mặt nhiếp phu nhân nhất thời bị sự mừng rỡ và hiền từ thay thế, lập tức đứng dậy nghênh đón, oản oản trở lại rồi. Ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy đồ vật ở trong tay của Diệp oản oản, nhiếp phu nhân thuận miệng hỏi, oản oản, con cầm trong tay cái gì? Diệp oản oản lập tức y như là đang dâng bảo vật, cẩn thận xé mở lớp giấy bạc đang bọc đồ vật kia ra, mở miệng nói, cái này là xiên que, mua ở một tiệm ăn vặt nổi tiếng ở Thành Nam. Con xếp hàng ở tiệm 2 tiếng mới mua được, sợ nguội, nên liền lái xe như bay một đường quay về nhà, bây giờ còn nóng hổi lắm. Cha, mẹ, hai người mau nếm thử một chút xem. chương 2134, thế này cũng quá đáng rồi đi. Nhiếp phu nhân nghe xong, trong hốc mắt ửng đỏ rồi, cái đứa nhỏ này. Phiền toái như vậy làm cái gì? Muốn ăn, trong nhà cũng có thể làm mà, diệp oản oản ôm lấy cánh tay của nhiếp phu nhân nũng nịu mở miệng nói vậy thì không giống nhau nha con ăn đồ ăn thấy ngon nên đặc biệt muốn để cho cha mẹ cũng nếm thử một chút cha mẹ hai người mau thử xem ăn có ngon hay không ăn ngon lần sau con lại đi mua nhiếp phu nhân nghe xong nhất thời càng thêm cảm động vẫn là nữ nhi bảo bối của mẹ thân thiết được 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 vậy thì cha liền nếm thử một chút nhiếp gia chủ quả thật là vui vẻ không thôi giống như là thấy được sơn hào hải vị lập tức cẩn thận từng ly từng tí cầm lên một cây xiên que thịt nướng. Nhiếp Linh Lung nhìn vợ chồng Nhiếp ra vây quanh Diệp Oản Oản, xem chuỗi xiên que giá rẻ y như bảo vật, rồi lại liếc nhìn những thứ đồ bổ mình mua bị gạt sang một bên, nơi đáy mắt không ngừng lộ ra khí tức lạnh lẽo. Trên ghế salon, Nhiếp Vô Danh thấy vậy mặt đầy oan ức, "Cha, mẹ, hai người thế này cũng quá đáng rồi đi. Lần trước con ăn thứ quả vật này, hai người đuổi theo ở phía sau con mắng chừng mấy ngày, nói thứ đồ con ăn chính là thực phẩm rác rưởi nhưng bây giờ lại khen nhà đầu này lên trời hai người bị mất trí nhớ sao nhiếp phu nhân chừng hắn im miệng người thì biết cái gì chớ có nói bậy nói bạ nhiếp vô danh hắn nói bậy nói bạ rõ ràng là nhà đầu này nói bậy nói bạ đứa em gái này của mình mua đồ mà còn cần phải xếp hàng sao ông chủ thấy con bé sợ rằng con không phải sẽ hận không thể dâng hiến toàn bộ cửa tiệm cho nó sao Diệp Oản Oản buồn cười mà liếc nhìn vẻ mặt y như mới vừa ăn phân xong của nhiếp vô danh, khiêu khích le lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc, ngay sau đó nhìn về phía cha mẹ nói, cha, mẹ, hai người tìm con trở lại gấp như vậy, là có chuyện gì không? Nhiếp gia chủ thần sắc nhu hòa đáp, ta và mẹ của con hai ngày nữa định đi cẩm thành làm việc một chuyến, chúng ta hy vọng khoảng thời gian này con có thể thay mặt quản lý nhiếp gia. Nhiếp phu nhân chân thành nói, sau này khẳng định là nhiếp ra cuối cùng cũng sẽ phải giao vào tay con, đây coi như là con thực tập trước thời hạn mà thôi. Sau lưng, nhiếp linh lung nghe đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi rõ ràng là giả mù sa mưa nói cái gì mà nhờ cậy cô trông nom nhiếp ra, nhưng bây giờ lại đem tất cả quyền hành đều giao ở trong tay tên phế vật nhiếp vô ưu kia. Nói cho cùng, vô luận cô đợi bao lâu tại nhiếp ra, từ đầu tới cuối cũng đều bất quá chỉ là một người làm mà thôi. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà hướng về nhiếp linh lung nhìn một cái, vừa vặn bắt được một nét âm trầm còn sót lại trên mặt ả ta. Nàng cười nhạt một tiếng mở miệng nói, cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ chiếu cố chuyện trong nhà thật tốt. Nhiếp linh lung rất nhanh lập tức khôi phục lại vẻ chấn định, đầy hiểu chuyện góp lời, cha, mẹ, trong nhà có con và tỷ tỷ ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Con sẽ ở bên cạnh giúp tỷ tỷ. Nhiếp gia chủ gật đầu một cái, ừm, um, đi thôi, các trưởng lão đều đang chờ phòng họp tất cả các cao tầng và trưởng lão trực hệ nhiếp gia đều ngồi ở chung quanh nhiếp gia chủ ho nhẹ một tiếng thần sắc nghiêm túc mở miệng nói trong khoảng thời gian ta đi cẩm thành này liền do vô ưu tạm nắm chức vị gia chủ hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực phụ tá vô ưu cùng nhau quản lý tốt nhiếp gia đối mặt với vị nhị tiểu thư nhiếp gia lần nữa trở về đồng thời còn nắm giữ danh hiệu không sợ minh chủ này Mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Bất quá, ở ngay trước mặt gia chủ, trên mặt tất cả đều không lộ ra đồng thanh phụ họa. Gia chủ yên tâm, nhiếp gia còn có đám lão già khóm chúng tôi ở đây, sẽ không xảy ra loạn gì. Nhiếp gia chủ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh đầy ôn hòa nói, "Oản Oản, vị này là nhị thúc công của con. Có cái gì không biết, có thể thỉnh giáo ông ấy." Chương 2135 nhất định sẽ là của ta nhị thúc công diệp oản oản lễ phép lên tiếng chào hỏi vị lão giả này có tướng mạo giống ông ngoại ba bốn phần là em trai ruột của ông ngoại ngồi thẳng dậy lão giả tóc bạc sắc mặt hồng hào uy nghiêm trầm giọng nói năm đó đại ca khư khư cố chấp dẫn theo con rời đi mấy năm nay con ở bên ngoài cũng không dễ dàng bất quá trở lại là tốt rồi cũng đã đến thời điểm nên gánh vác trọng trách này rồi năm đó nhiếp gia chủ một đời trước cũng chính là ông ngoại của Diệp Oản Oản. Bởi vì bất mãn chuyện gà con gái cho đời sau của đối thủ một mất một còn ở lăng gia mà ông rời khỏi nhiếp gia. Tại nhiếp gia, đây là một điều cấm kỵ, cho nên ông lão kia chẳng qua chỉ là thần sắc thẫn thờ, cũng không nói gì thêm, chỉ hơi miễn cưỡng nói với Diệp Oản Oản vài câu. Nhị tiểu thư có thể bình an trở về là tốt rồi, tin rằng dưới sự dẫn dắt của nhị tiểu thư, nhiếp gia nhất định có thể phát triển không ngừng. Một vị cao tầng khác cũng vội vàng phụ họa, Hội nghị gia tộc rất nhanh đã kết thúc, Nhiếp gia chủ an bài xong hết thảy, hai ngày sau liền cùng Nhiếp phu nhân rời khỏi Vân Thành, đi đến Cẩm Thành. Sau khi Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân rời đi, vừa vặn thừa dịp cha mẹ không có mặt, Diệp Oản Oản trực tiếp đem Đường Đường đưa đến chỗ Tư Giả Hàn bên kia, để cho Tư Giả Hàn dẫn Đường Đường đi du lịch cùng nhau tầm vài ngày. Đây là phương thức nhanh nhất để bồi dưỡng tình cảm sâu sắc với nhau đó nha. Sau đó, Diệp Oản Oản liền bắt đầu chuyên tâm đi theo mấy vị thúc công, trưởng lão học tập công việc quản lý gia tộc. Từ sớm trước đó, thời điểm tại Hoa Quốc, nàng đã đi theo tư giả hàn học rất lâu, đối với những thứ này đã có kinh nghiệm, bắt tay vào thực hành vẫn tính là thuận lợi. Nhiếp linh lung bên kia, nàng vẫn đang tiếp tục suy nghĩ biện pháp để điều tra thế lực phía sau màn của cô ta. Đêm khuya, bên trong một trang viên bí mật nào đó vùng ngoại ô một lão già mặc áo đen từ bên trong mật thất đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn về phía nhiếp linh lung đang ngồi ở trên ghế salon đánh cờ, nhiếp ra bên kia tiến độ như thế nào. Nhiếp linh lung mặt đầy vẻ, ta đây nắm chắc, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ông lão mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, ta thấy cũng không hẳn vậy chứ. Nhiếp vô yêu chân chính đã trở lại nhiếp ra, lại rất được tín nhiệm, thậm chí còn đã chạm đến vị trí gia chủ tạm quyền. Nhiếp linh lung nghe vậy, mặt đầy khinh thường, ngài quá đề cao cô ta rồi bất quá chỉ là một tên phế vật mà thôi theo ta được biết hiện nay sức chiến đấu của nhiếp vô ưu suy giảm mạnh thậm chí không được ba bốn phần lúc trước ông lão mặc áo đen nghe vậy nhất thời sắc mặt ngẩn ra thật không tại độc lập châu cấm sử dụng vũ khí nóng lấy võ làm chủ vì vậy sức chiến đấu đại biểu cho hết thảy tồn tại như cầu tạp trùng kia chỉ là một người đã giống như là một cỗ máy giết chóc có thể hủy diệt hơn phân nửa cao thủ của bọn họ. Không có bất kỳ người nào dám trêu chọc một kẻ mạnh như vậy. Nếu như thật sự năng lực chiến đấu của Nhiếp Vô Ưu giảm mạnh, sợ là ngay cả tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ Nhiếp gia cũng không có. Độc Lập Châu lấy võ làm chủ đạo, mà trong tứ đại gia tộc, Nhiếp gia lại càng là như vậy. Nhiếp gia là gia tộc có khả năng võ học cao nhất trong tất cả gia tộc. Năm đó lão gia chủ Nhiếp gia đã từng là cao thủ đứng đầu Độc Lập Châu năng lực chiến đấu đối với vị trí gia chủ kế nhiệm là cực kỳ quan trọng nhiếp linh lung nhẹ nhàng đánh xuống một quân cờ đen ăn hết tất cả quân trắng khóe miệng chậm rãi giãn ra ngài yên tâm vị trí của gia chủ nhiếp ra nhất định sẽ là của ta nếu như hàng giả đó chết rồi vậy thì không cần phiền phức như vậy nữa cô sẽ tự mình đi đoạt lấy vị trí này như vậy là tốt nhất mấy ngày sau Diệp Oản Oản đi theo một đám trưởng lão và cao tầng gia tộc đi đến một nơi nào đó là sản nghiệp của nhiếp gia thị sát. Nhiếp Linh Lung cũng có mặt trên cùng một chiếc xe, tận chức tận trách mà đảm nhiệm vai trò trợ lý, báo cáo công tác cho Diệp Oản Oản, những ngày qua có thể nói là tương đối an phận. Vì vậy, Diệp Oản Oản hoàn toàn không tóm được chút nhược điểm nào của ả ta. Trường 2136, đại game thủ mắc cấp bị reset. Đoạn đường hơi có chút xa xôi, đoàn người ngồi trên xe thật lâu cuối cùng ngừng lại tại một nhà xưởng có diện tích rộng lớn đến nơi tài xế lập tức chạy xuống xe đến mở cửa cho diệp oản oản nhưng mà trong nháy mắt ngay khi diệp oản oản xuống xe người tài xế kia lại đột nhiên ra tay đầy quỷ mị tấn công thẳng về phía diệp oản oản tiếng xé gió kinh hoàng truyền tới một con dao nhỏ chém thẳng vào trên cổ của diệp oản oản trong nháy mắt sượt qua cổ nàng cứa ra một đường lằn máu đỏ rực chỉ thiếu một chút nữa cổ của nàng đã bị người kia cắt lìa. Người nào, Diệp Oản Oản hiểm hiểm tránh thoát được một chiêu, nhưng tốc độ của đối phương quả thực là quá nhanh, tiếp đó là một loạt những đường dao vun vút đánh về phía Diệp Oản Oản như cơn mưa rào. Thân thủ người này cực mạnh, tuyệt đối là sát thủ. Đệt, Diệp Oản Oản tránh né được các chiêu thức của đối phương trong đường tơ kẽ tóc. Vô ưu tỉ tỉ, cẩn thận, người nào, ngay cả người của nhiếp gia chúng ta cũng dám động. Nhiếp linh lung lập tức vào tới, một trường đánh thẳng vào người tên sát thủ kia. vô luận về tốc độ hay sức mạnh, trường này của Nhiếp Linh Lung đều có thể nói là xuất thần nhập hóa, chỉ dùng một trường đã đẩy lui được gã sát thủ. phục ttt, tê tê tê, sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương, vội vàng phi thân chạy trốn. Diệp oản oản theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, chỉ một trường đã đánh lui sát thủ, thân thủ của Nhiếp Linh Lung này chỉ sợ là còn cao hơn so với tưởng tượng của nàng một nhóm hộ vệ nhiếp ra lập tức truy đuổi sát phía sau cùng lúc đó các trưởng lão và cao tầng ở chiếc xe phía sau cũng dối rít tiến lên đón người nào thật là to gan thậm chí ngay cả nhị tiểu thư của chúng ta cũng dám ám sát quả thật là coi trời bằng vung chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng tiểu thư cô không sao chứ các trưởng lão và cao tầng dối rít thăm hỏi diệp oản oản xoa xoa bàn tay mới vừa rồi đối chiêu có chút tê dại không có việc gì Lúc này, trong số những âm thanh tức giận, đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín, "Nhị tiểu thư, với thực lực của cô, gã sát thủ kia sợ là ngay cả người của cô cũng đều không tiếp cận được, sao lại?" Câu nói kế tiếp người kia không hề nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng đã biết. Bị người này nói toạc ra, nhất thời tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt hơi khác thường mà nhìn Diệp Oản Oản. "Đúng vậy, thiên phú võ đạo của Nhị tiểu thư năm đó đã từng làm chấn kinh toàn bộ Độc Lập Châu." đã từng có lúc là thần thoại của giới lính đánh thuê. Bây giờ làm sao mà ngay cả một sát thủ đều không địch lại, cuối cùng tên sát thủ kia vẫn phải nhờ nhiếp linh lung tung một trường đánh lui. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của những cao tầng và trưởng lão kia, sắc mặt Diệp oản oản trầm xuống. Sức mạnh của nàng quả thật là đến nay đều chưa từng hoàn toàn khôi phục. Coi như khoảng thời gian này nàng đã đem hết toàn lực tham gia huấn luyện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục lại 3-4 phần mà thôi. Nếu như ở trong tình trạng say rượu mất lý trí, đại khái có thể khôi phục lại 5-6 phần, cũng vẫn còn kém rất xa. Những thứ như võ đạo, càng đến đẳng cấp cao, coi như chỉ một chút tranh lệch, cũng đã là rãnh trời. Có mấy người, có khả năng cả đời đều không cách nào bước qua được khoảng cách đó. Trạng thái của Diệp Oản Oản thời khắc này giống như là một game thủ mắc cấp bị reset lại từ đầu, hết thảy các cửa ải đều đã bị phá đảo hết rồi, nhưng bây giờ lại phải một lần nữa tăng cấp lại từng bước một. Mặc dù tiến độ so với người thường sẽ nhanh hơn một chút, nhưng càng đi lên cao lại càng khó khăn. Loại đồ vật như ngộ tính, không phải là cứ dựa vào huấn luyện liền có thể đột phá. Vô luận nàng cố gắng thế nào, vẫn luôn có cảm giác rất đình trệ, thân thể từ đầu đến cuối không cách nào đáp ứng được kỳ vọng của mình. Ảnh hưởng của việc này khi tỉ thí với cao thủ chân chính, không thể nghi ngờ là nhân tố chí mạng. Chương 2137, hiện tại, cùng em đánh một trận chẳng qua chỉ là hôm nay thân thể của tỷ tỷ có chút không thoải mái mà thôi. Nhiếp linh lung đầy thân thiết đi tới dàn xếp, tỏ vẻ ân cần nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, tỷ tỷ, xin lỗi, là lỗi của tôi, lại để cho sát thủ trà trộn vào, làm cho cô sợ hãi. Tôi sẽ phái người đưa cô đi về nghỉ một chút nhé. Các cao tầng và trưởng lão nhìn thấy một bộ dáng của gia chủ tạm quyền nhu nhược như vậy, bị sát thủ ám sát một đợt đã hoảng sợ muốn đi về nghỉ, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi yếu như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của nhiếp gia bọn họ. Giờ phút này Diệp Oản Oản làm sao lại còn không hiểu rõ, những gì vừa xảy ra hôm nay, e rằng nhiếp linh lung đã sớm an bài tốt. Nhiếp linh lung, cuối cùng cũng không nhẫn nại được rồi sao? Nhìn dáng dấp này, sau khi cô ta không còn con dối, bắt đầu tạo thanh thế, muốn tự mình ra tay, cướp lấy nhiếp ra rồi. Trước đó sức cạnh tranh của nhiếp linh lung quả thật là không có độ khả thi cao nhưng mà nếu như dưới tình huống nhiếp vô danh đã mất đi tư cách thừa kế mà thực lực của nàng đã suy giảm mạnh vậy thì tình hình bọn họ sẽ rất bất lợi rồi yêu cầu của nhiếp ra đối với gia chủ mỗi đời ngoại trừ năng lực còn đặc biệt nghiêm khắc đối với yêu cầu về sức mạnh nữa buổi tối trở lại nhiếp ra diệp oản oản dùng chiêu đoạt mệnh liên hoàn gọi điện thoại cho nhiếp vô danh quay trở về vô yêu em tìm anh có chuyện gì có chuyện gì thì nói mau đi Em có biết nửa phút của anh trai em, chị giá tận mấy đơn đặt hàng lớn lên đến cả trăm tệ hay không?" Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ than phiền. "Nửa phút mấy trăm tệ, thật là lợi hại nha." Diệp Oản Oản tức giận liếc hắn một cái, "Anh theo em tới đây một chút." "Làm gì?" Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ đi cùng nàng tới một cái sân rộng không người. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp yêu cầu, "Cùng em đánh một trận." "Nhiếp Vô Danh, hề?" Diệp Oản Oản, hiện tại, cùng em đánh một trận. Nhiếp vô danh mặt đầy cảnh giác, em có âm mưu gì? Em muốn khiến anh bị cha mẹ đánh chết sao? Làm sao hắn dám có suy nghĩ cùng đánh với cha mẹ ruột một trận được? Diệp Oản Oản có chút cạn lời, em chỉ muốn nhìn thử xem hiện tại cảnh giới võ học của em đang ở trình độ gì mà thôi. Nhanh lên một chút, đừng cầu nhau nữa. Nhiếp vô danh, ồ, vậy thì được. Diệp Oản Oản không yên tâm dặn dò, không được nhường em, nghiêm túc đánh với em một trận nhiếp vô danh ok vù một giây kế tiếp hai người cơ hồ là đồng thời ra tay sau đó uyên một tiếng diệp oản oản lại trực tiếp bay ra ngoài ôi chao miệng nó nhiếp vô danh sợ hết hồn vội vàng bay nhào qua ngay trước khi diệp oản oản đụng vào vách tường phía sau bay qua đỡ lấy nàng rất sợ nàng bị thương diệp oản oản xạ mặt lại đứng vững bước chân hướng về phía nhiếp vô danh giống giận nhiếp vô danh anh muốn mưu sắt em gái ruột sao nhiếp vô danh cũng sợ hãi anh nói này em gái làm sao em lại cùi bắp như vậy hả diệp oản oản anh mới cùi bắp cả nhà anh đều cùi bắp nhiếp vô danh này em gái em đừng vô lý vậy nếu như nhiếp ra chúng ta cả nhà đều là cùi bắp vậy thì độc lập châu liền không có cao thủ diệp oản oản không tiếp tục so đo cùng hắn sắc mặt nghiêm túc hỏi, em hỏi anh, anh dùng mấy phần thực lực? Nhiếp vô danh nghiêm túc suy nghĩ một chút, không phải một phần đi. Diệp Oản Oản Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, nói chuyện đàng hoàng cho em, rốt cuộc là một phần hay là không phải một phần? Nhiếp vô danh, không phải một phần không sai mà. Diệp Oản Oản Diệp Oản Oản trầm mặc rất lâu mới tiếp tục mở miệng hỏi, lúc trước khi em ở thời kỳ đỉnh cao, có thể đón đỡ được mấy chiêu của anh? Nhiếp vô danh sờ cầm một cái, nếu như là em lấy thân phận em gái của anh mà nói, có thể đón được hai chiêu của anh. Nếu không phải là lấy thân phận của em gái anh, chỉ có thể đỡ được một chiêu mà thôi. Diệp Oản Oản chương 2138, sống chết không rõ. Thật muốn đánh chết hắn, làm sao bây giờ? Chỉ số thông minh của tên này, tất cả đều được chuyển đổi thành sức mạnh rồi hay sao? Cuối cùng, diệp oản oản vẫn bỏ qua ý tưởng đánh chết hắn bởi vì không đánh lại có biện pháp gì có thể giúp cho sức mạnh của em mau chóng khôi phục không diệp oản oản thở dài hỏi nhiếp vô danh suy nghĩ một chút gãi đầu một cái đáp chuyện này sợ là khó mà nói được tình trạng của em em cũng không phải là người mới có thể thông qua huấn luyện để nâng cao kỹ năng cơ năng và tố chất thân thể em sẵn có cũng đã thuộc hàng đỉnh cấp rồi cho nên Vấn đề của em không phải là tố chất không tốt, mà là chính mình không biết vận dụng. Không vận dụng được, sẽ không có biện pháp phát huy toàn bộ năng lực của mình. Lĩnh mộ của mỗi một người đối với võ học bất đồng. Thân thể của em chỉ có chính em hiểu rõ nhất, chuyện này sợ là người khác cũng không giúp được. Diệp Oản Oản nghe vậy nhức đầu không thôi, Nhiếp Linh Lung e rằng sắp sửa bày trò tranh đoạt gia chủ, sao anh không thể không chịu thua kém vậy? Hôm nay cô ta cố ý phái sát thủ đến dò xét em còn để cho tất cả trưởng lão và cao tầng biết chuyện sức mạnh của em xa sút tình hình đối với chúng ta rất bất lợi. Nhiếp vô danh lầu bầu nói, không phải là anh không có ý chí tiến thủ mà, là cha ruột tặng cho anh một phiếu bác bỏ. Nói là sợ nhiếp ra hủy trong tay anh, tuyệt đối không cho anh làm gia chủ. Diệp oản oản, cha chúng ta rất sáng suốt. Chỉ có sức mạnh cơ bắp, không có đầu óc, thật ra lại càng đáng sợ hơn. Cái gì mà sáng suốt hay không sáng suốt? cha chính là đã già nên hồ đồ rồi, bất quá trước đừng nói chuyện này. Vấn đề của em, cần chính em tự giải quyết, lòng người trước sau thay đổi, đó là thói đời. Em vẫn là nên nhanh chóng khôi phục thực lực tương đối kha khá một chút, nếu không sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nhiếp vô danh nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, mở miệng nói. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng không lại nhiều lời. Lần trước viện trưởng cũng nói, việc khôi phục sau này chỉ có thể dựa vào chính nàng nàng chỉ sợ, thời gian không còn kịp nữa rồi. Bất quá, em gái, anh luôn cảm thấy hiện tại nhiếp ra có điểm không đúng. Con tiểu tiện nhân nhiếp linh lung kia, căn bản không có huyết mạch nhiếp ra. Dựa theo đạo lý mà nói, à ta căn bản không có tư cách trở thành người ứng cử vị trí gia chủ nhiếp ra. Nhưng bây giờ đám trưởng lão và cao tầng bên kia có người ủng hộ à. Anh có cảm giác, không biết có phải là bị thu mua rồi hay không. Nhiếp vô danh tiếp tục đưa ra suy đoán cái này còn cần phải hỏi sao? Diệp oản oản liếc nhiếp vô danh một cái. Bị thu mua là chắc chắn. Nhiếp linh lung nhất định đã cho đám trưởng lão và cao tầng, những kẻ ủng hộ cô ta, chỗ tốt cực lớn, hoặc là cam kết gì đó. Hơn nữa, bây giờ đám trưởng lão, cao tầng, đem huyết mạch của cha gây chuyện, nói cha cũng không phải là người của nhiếp gia. Nếu cha cũng có thể trở thành gia chủ nhiếp gia, thì tại sao nhiếp linh lung lại không thể? Loại viện cớ, Ngụy biện này là mấu chốt mà bọn họ có thể nghĩ đến, hơn nữa khiến cho người khác không có cách nào phản bác. Đi về nghỉ ngơi trước đi, tĩnh dưỡng tinh thần, khoảng thời gian này cha mẹ không có ở đây, nhất định cần phải cẩn thận một chút. Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh căn dặn, bây giờ, Nhiếp gia chỉ có thể dựa vào hai huynh muội bọn họ, mà Diệp Oản Oản cũng chỉ tin tưởng mỗi Nhiếp Vô Danh. Chẳng qua thật đáng tiếc, nếu như là Nhiếp Vô Danh thông minh một chút, khôn ngoan hơn một chút, bằng sức mạnh và năng lực võ học của anh, dậm chân một cái, toàn bộ nhiếp ra đều phải dung chuyển theo, người nào dám lỗ máng. Bất quá, không thể không nói, ông trời rất là công bằng. Ừm, em gái nói rất đúng, chúng ta trước tính dưỡng tinh thần. Yên tâm đi, nhiếp ra có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Nhiếp vô danh nói xong, xoay người rời đi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản không ngờ tới chính là tình hình tiến triển so với dự đoán của nàng còn bết bát hơn ngày hôm sau, Cẩm Thành bên kia đột nhiên có tin tức truyền tới. Nhiếp phu nhân và nhiếp gia gia chủ trên đường đi bị mai phục, hiện tại hành tung không biết, sống chết không rõ. chương 2139, chọn gia chủ. Diệp Oản Oản lập tức phái tinh nhuệ đi Cẩm Thành điều tra. Nhưng mà, đã ba ngày trôi qua, vẫn như cũ không có tin tức gì, chỉ phát hiện một chiếc khăn tay dính máu, là của nhiếp phu nhân. Sau khi biết được chuyện này, Diệp Oản Oản tự mình đi cẩm thành, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chiếc khăn có dính máu của mẹ, khiến cho Diệp Oản Oản tâm thần bất an. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, lại không có biện pháp gì. Ngay cả đối phương là ai, bọn họ cũng không biết. Bên trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Từ tình hình hiện tại mà xem, gia chủ và phu nhân vô cùng có khả năng đã gặp phải bất chắc. Nhà không thể một ngày vô chủ, ta đề nghị, mau chọn ra gia chủ kế nhiệm giúp chúng ta chủ trì đại cuộc. Lão Tam, người nói vậy là có ý gì? Gia chủ trước khi đi đã bàn giao cho nhị tiểu thư tạm giữ trước gia chủ. Hết thảy công việc, dĩ nhiên là do cô ấy phụ trách. Đại trưởng lão, mới vừa rồi ngài cũng có nói, chẳng qua chỉ là tạm thay. Mà bây giờ, thời khắc nguy cơ như vậy, làm sao có thể đem nhiếp gia tạm thời giao vào trong tay một người nào? Tất nhiên là nên mau chóng chọn lựa ra người thích hợp nhất, mới là việc cần thiết trước mắt. Ta đồng ý. Không sai, ta cũng đồng ý. Mặc dù Nhị tiểu thư rất có năng lực, nhưng chắc hẳn các vị cũng biết, thành tựu võ học của Nhị tiểu thư sớm đã không bằng lúc trước. Trình độ như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm chức vị gia chủ nhiếp gia ta? Đại trưởng lão, ngài đừng quên, quy củ do gia chủ những đời trước định ra. Ta tự nhiên có nhớ, nhưng bây giờ chỉ có Nhị tiểu thư mới là người thích hợp nhất. Chuyện này còn chưa chắc ta thấy vô luận là về thành tựu võ học hay là năng lực, tam tiểu thư mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Mấy năm nay, năng lực của tam tiểu thư, mọi người cũng đã quá rõ ràng. Quả thật là hoang đường, nhiếp linh lung cũng không phải là huyết nhục nhiếp ra, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ. Đại trưởng lão, lời này của ngài, sợ rằng là không thích hợp chứ. Gia chủ đương nhiệm của chúng ta, lúc trước tên ông ta cũng không phải là nhiếp hoài lễ, mà là người của lăng gia ngay cả con cháu của lăng gia đối thủ một mất một còn của nhiếp gia cũng có thể làm gia chủ nhiếp gia ta vì sao tam tiểu thư không thể làm nhiếp gia chủ ngươi ngươi quả thật là đại trưởng lão không ngờ đối phương sẽ đem chuyện này ra nói nhất thời không có lời lẽ nào để phản bác nói rất có đạo lý sau khi tam tiểu thư đảm nhiệm gia chủ lại chọn một thanh niên tuổi trẻ tài cao thuộc dòng chính nhiếp gia chúng ta tác hợp thành hôn cũng không có chỗ nào không hợp quy củ Diệp Hoàn Hoàn thản nhiên nhìn mọi người cái vã, nghe đến đây, làm sao còn có thể không hiểu. Vị trưởng lão này có con trai, hắn ủng hộ Nhiếp Linh Lung như vậy, sợ là Nhiếp Linh Lung đã hứa hẹn, sau khi đảm nhiệm gia chủ sẽ thông ra cùng nhà hắn. Sự tình khẩn cấp, các vị, hiện tại liền bắt đầu biểu quyết đi. Biểu quyết? Biểu quyết cái đầu các ngươi? Cha mẹ vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi liền vội vã chọn gia chủ? Làm sao đều nguyền rủa cha mẹ ta chết sao? Nhiếp vô danh chừng mắt nhìn đám cao tầng và trưởng lão ở đây. Làm sao ngươi lại có thể nói như vậy? Cơ nghiệp mấy trăm năm của nhiếp gia, giai đoạn hiện tại, chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Gia chủ và chủ mẫu xảy ra chuyện như vậy, chúng ta làm sao lại không khổ sở, không đau lòng. Nhưng, quần long không thể không đầu. Trước tiên chọn lựa gia chủ mới, sau đó mới có thể dễ dàng tra rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một vị cao tầng nhìn về phía nhiếp vô danh lạnh lùng nói nhiếp vô danh còn muốn nói gì diệp oản oản lại nháy mắt cho anh ta để anh không cần tiếp tục lên tiếng những trưởng lão và cao tầng này dám làm như thế tất nhiên là có chống lưng tình hình ngày hôm nay như thế này đối với nàng và nhiếp vô danh vô cùng bất lợi mà tuyển cử gia chủ là quy củ nhất định phải tuân thủ vô luận là ai cuối cùng trừ đại trưởng lão ra tất cả mọi người đều bỏ phiếu thông qua nhiếp linh lung được trúng tuyển làm gia chủ nhiếp gia. chương 2140, ta cũng ứng tuyển. Đối với cái kết quả này, Diệp Oản Oản cũng không thấy ngoài ý muốn. Những năm tháng này lăn lộn, nhiếp linh lung đã sớm ăn sâu bén dễ tại nhiếp gia. Huống chi, Diệp Oản Oản còn có một cái yếu điểm chí mạng. Nàng không có võ lực, ở trước mặt nhiếp linh lung, cũng tương đương với một phế nhân đệt, các ngươi muốn tạo phản sao, ta xem ai dám chọn tiểu tiện nhân này. Nhiếp vô danh, ngươi đừng càn quấy, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể làm loạn. Ngươi nói cái gì, càn quấy, trời má, cái quần què nhà bà nội ngươi, có tin lão tử một cái tát đập chết lão trẻ trâu ngu ngốc nhà ngươi hay không? Nhiếp vô danh tung một cước đá nát bấy cái ghế bên cạnh, hung hăng trợn mắt lườm gã trưởng lão vừa mới lên tiếng. Làm sao, ngay cả quy củ nhiếp ra ngươi cũng không để ý một vị cao tầng nhìn nhiếp vô danh hừ lạnh một tiếng quy củ quy củ gì cơ ta không biết quy củ gì cả ngược lại các ngươi ai dám chọn tiện nhân này ta sẽ giết người đó nhiếp vô danh một bộ dáng heo chết không sợ bỏng nước sôi vô danh đừng nói nhảm giờ phút này đại trưởng lão nhìn nhiếp vô danh một cái chân mày nhíu lại trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ năm đó nhiếp vô danh hăng hái nhiệt huyết đến giường nào bàn về mưu lược không thua kỳ tu nhiễm về năng lực không thua dịch thủy hàn nhưng từ sau sự kiện kia lại trở thành bộ dáng hiện tại là một kẻ ngu ngu đến không đỡ nổi nếu như là nhiếp vô danh năm đó nhiếp gia này còn cần gì tuyển cử chọn đúng không được lắm ta đây cũng chọn ta là lão đại nhiếp gia các ngươi bằng cái gì coi thường ta nhiếp vô danh hừ lạnh một tiếng chính bởi vì ta là con trai trưởng nên được gọi là lão đại gia chủ nhiếp ra hẳn là nên để cho ta làm. Ngươi không có tư cách. Một vị cao tầng mặt không đổi sắc nói. Ta không có tư cách, ta bằng cái gì không có tư cách, não ngươi là não đậu hủ sao. Cái lão bất tử nhà ngươi, lão tử lên làm gia chủ, người thứ nhất ta giết chính là ngươi. Ta nói với ngươi, không học thức thì đừng có đứng ra làm mất mặt xấu hổ. Không thấy những vị hoàng đế cổ đại kia, con trai trưởng đều là thái tử sao. Đạo lý là giống nhau, ta là con trai trưởng, ta sẽ phải làm gia chủ. Nhiếp vô danh nói, Diệp Oản Oản, anh ruột, anh đúng là người phi thường mà. Người đã sớm bị gia chủ bác bỏ, một vị cao tầng nói. Nói bậy, trước đó Nhiếp Linh Lung còn bị phủ quyết nữa là. Bây giờ không phải là vẫn như thường được chọn sao, đừng nói với ta những thứ vô dụng kia, ta bây giờ cũng tự ứng tuyển, các ngươi nhanh bầu chọn cho ta đi. Nhiếp vô danh mặt đầy vẻ không đợi được. Được, vậy thì chọn đi ai chọn nhiếp vô danh giơ tay một vị trưởng lão lướt nhiếp vô danh một cái lúc này diệp oản oản giơ hai tay lên đại trưởng lão yên lặng chốc lát cũng giơ tay nhiếp vô danh chính ngươi thấy rồi đó ngươi chỉ có hai phiếu không thông qua diệp oản oản nhiếp vô danh diệp oản oản có chút cạn lời coi như nhiếp vô danh ứng tuyển thì đã thế nào chủ yếu là không có ai chọn cho anh nếu như có chọn chính mình đã sớm đứng ra rồi cũng không tới phiên nhiếp vô danh tức giận ta nhổ vào không chọn thì không chọn sau này nhiếp ra xảy ra chuyện đừng gọi ta để cho đối phương giết chết hết đám giả ngu ngốc các ngươi nhiếp vô danh hừ lạnh một tiếng chợt nhìn về phía diệp oản oản đi em gái chúng ta đi dạo phố đừng để ý đám giả ngu ngốc này diệp oản oản được rồi lúc này diệp oản oản đi theo sau lưng nhiếp vô danh rời đi Đối với chuyện gia chủ nhiếp gia, thật ra thì Diệp Oản Oản cũng không quá mức để ý. Suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ có sự an toàn của cha mẹ. Cho dù không có nhiếp gia, nàng vẫn là không sợ minh chủ, trừ cái đó ra, nàng còn là Eric tân nhiệm của tử vong hoa hồng. Về phần nhiếp linh lung, Diệp Oản Oản tạm thời cũng không thèm để ý đến cô ta. Việc cần thiết trước mắt, trước hết vẫn là điều tra tin tức cha mẹ. Trường 2141, người biết ta là ai không trên một con phố ăn vặt nào đó nhiếp vô danh dẫn theo diệp oản oản đi dạo đông dạo tây thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng hoặc cầm trong tay em nói này anh ruột ăn đủ chưa chúng ta vẫn là nên trước tiên lấy điều tra tung tích của cha mẹ làm trọng diệp oản oản nhìn về phía nhiếp vô danh nói nghe tiếng nhiếp vô danh liếc diệp oản oản một cái nói nhảm anh không biết sao nhưng mà người là sắt cơm là thép không ăn một bữa đói bụng lấy đâu ra sức mà làm. Không phải là trước tiên nên ăn no đã rồi lại đi điều tra sao? Vậy anh ăn nhanh lên một chút. Diệp oản oản thở dài. Chờ đó đi, anh đi góc đường xếp hàng. Bánh bao nhân thịt của tiệm đó ngon lắm, anh sẽ lấy cho em một cái. Nhiếp vô danh nói xong, quay người lại biến mất tung mất ảnh. Nhìn theo bóng lưng nhiếp vô danh rời đi, khóe miệng Diệp oản oản thoáng co giật. Cha mẹ không giao vị trí gia chủ nhiếp ra cho anh ấy, thật đúng là quyết định sáng suốt nhất. Diệp Oản Oản vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn, nói rõ một chút tình hình hiện tại cho anh nghe, bốn phía lại xuất hiện một đám cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt bao vây lấy Diệp Oản Oản. Người cầm đầu chính là Nhiếp Linh Lung. "Tỷ tỷ, người đi đâu vậy, thật là khiến cho em gái dễ tìm." Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc nói. "Ồ, em gái tìm ta có chuyện gì gấp sao?" Diệp Oản Oản ung um dung thản nhiên. Ngược lại không có chuyện gì gấp, bất quá, tỷ tỷ cũng biết, ta mới vừa trở thành nhiếp gia chủ, cần phải có chiến công, mà nhiều năm trước không sợ minh chủ từng ăn trộm đi số lượng lớn thông tin mật và đồ vật chân quý của nhiếp gia ta. Cao tầng nhiếp gia quyết định tiến hành trừng trị đối với không sợ minh chủ. Tỷ tỷ có từng thấy minh chủ không sợ minh sao? Nhiếp linh lung nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy lạnh giá thật trùng hợp, Diệp Oản Oản nhìn nhiếp linh lung chằm chằm, tỷ tỷ đây chính là không sợ minh chủ ngươi muốn tìm. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, nhiếp linh lung khẽ vuốt cằm, tỷ tỷ, ngươi xem trí nhớ của em gái này, đều đã quên mất thân phận của tỷ tỷ là không sợ minh chủ. Bất quá, một con ngựa thì vẫn là một con ngựa, tình tỉ tì muội vẫn là tình tỉ tì muội, công ra công, tư ra tư. Công cái con mẹ mày. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh từ phía sau đám người truyền tới cũng không kịp thấy Nhiếp Vô Danh dùng động tác như thế nào, đã đạp cho 7, 8 người bao vây bay ngang ra ngoài. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, trong miệng còn đang cắn một miếng bánh bao nhân thịt. Diệp Oản Oản, đều đến loại thời điểm này rồi, có thể tạm hoãn giờ ăn lại không? Nhiếp Vô Danh, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng ngươi bất kính đối với Nhiếp gia chủ, bao che không sợ minh chủ, quy vào cùng tội. Còn không mau thúc thủ chịu trói nhiếp linh lung nhìn về phía nhiếp vô danh lạnh lùng nói nhiếp linh lung ánh mắt lạnh giá thấu xương của nhiếp vô danh chậm rãi rơi vào trên người nhiếp linh lung ngươi có phải là lầm cái gì rồi hay không ngươi có biết ta là ai không ta đây ngược lại có chút ít hứng thú nói cho ta biết ngươi là ai nhiếp linh lung cười lạnh ta đây chính là nhiếp vô danh đó nha nhiếp vô danh vừa dứt tiếng hời hợt đánh ra một quyền trong chớp mắt mấy tên cao thủ bên người nhiếp linh lung bay ngang ra ngoài như diều đứt dây nhìn nhiếp vô danh trước mắt diệp oản oản khẽ động trong lòng hiện tại cảm giác nhiếp vô danh đem lại cho nàng hoàn toàn khác biệt đây mới là đại ca khi nghiêm túc sao cùng với nhiếp vô danh trong trí nhớ diệp oản oản tưởng như hai người hừ bắt lại nhiếp linh lung ra lệnh một tiếng trong phút chốc vô số cao thủ vây nhiếp vô danh vào giữa nhiếp vô danh đứng tại chỗ cũng không hề nhúc nhích nửa bước, cũng không kịp thấy anh ra tay như thế nào. Chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã ngược mười mấy người. chương 2142, tin tưởng anh, em đi trước đi. Sắc mặt của nhiếp linh lung âm trầm dị thường, cũng còn may là đầu óc nhiếp vô danh ngu xuẩn, nếu không, thật là một cơn ác mộng. Hiện tại ngược lại cô muốn nhìn một chút, xem nhiếp vô danh còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Tại loại địa phương như độc lập châu này, sức mạnh chính là hết thảy. Bắt giặc phải bắt vô trước, sau khi nhiếp vô danh giải quyết hết một đám tôm tép nhỏ bé xong, lập tức nhanh chân lướt về phía nhiếp linh lung. Mạng của ngươi, ta muốn rồi, nhiếp vô danh lạnh lùng nói. Ta thấy chưa chắc đi, nhiếp linh lung lãnh đạm thờ ơ đáp trả. Thử xem, nghe nhiếp vô danh nói vậy, khóe miệng nhiếp linh lung hơi hơi nhếch lên, nở rộ một nụ cười lạnh giá, nhìn vào trong mắt của nhiếp vô danh, tràn đầy hàn quang, được à nha, người cứ tới thử một chút. Nhiếp vô danh mặt không cảm xúc, cả người như sấm sét trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bất quá chỉ trong vài hơi thở, thân người đã đi tới bên cạnh nhiếp linh lung. Một trường tung ra, với một tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến người ta không cách nào thở dốc. Chính cả nhiếp linh lung, thần sắc cũng không khỏi đầy kinh ngạc. Nhưng mà, trong nháy mắt ngay khi một trường của nhiếp vô danh đánh về phía nhiếp linh lung, Sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt, bước chân lảo đảo lắc lư, bưng kín bụng mình. Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút cổ quái. "Ca ca," Diệp Oản Oản nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Vô Danh cũng không đáp lời. "Ca ca, sao vậy? Phát hiện có chỗ không đúng," Diệp Oản Oản vội vàng nghênh đón, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. "Đứng lại, đừng tới đây." Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, phụt một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh đã há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu phun trên mặt đất, là màu đen. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vũng máu đen kia, nhất thời đổi sắc mặt, anh trúng độc. Nhiếp Vô Danh lau vết máu ở khóe miệng, nhíu chặt lông mày, trúng độc. Từ khi nào? Diệp Oản Oản mặt đầy rung động, ngay cả lúc nào trúng độc anh cũng không biết. Nhiếp Vô Danh cắn răng, hồi tưởng lại một hồi, sẽ không phải là ly đá bảo đường phèn kia đấy chứ? không thể nào tại sao sẽ như vậy diệp oản oản vội vàng hỏi cái gì mà đá bảo đường phèn nhiếp vô danh trên đường có một em gái xinh đẹp tặng miễn phí một ly đá bảo đường phèn không lấy tiền anh uống một ly diệp oản oản nghe nhiếp vô danh nói vậy khóe miệng diệp oản oản co quắp nhìn chằm chằm nhiếp vô danh cả nửa ngày cũng nói không nên lời nàng còn có thể nói cái gì biết rõ nhiếp linh lung dã tâm bừng bừng còn không biết đề phòng đầu óc của anh ta rốt cuộc trưởng thành kiểu gì vậy hả chỉ bất quá hiện tại diệp oản oản hoàn toàn không có tâm tư trách cứ nhiếp vô danh trong lòng tràn đầy lo âu không cần suy nghĩ nhiều nhất định là thủ đoạn của nhiếp linh lung khó trách nhiếp linh lung dám đến vây quét chính mình và nhiếp vô danh nhìn sắc mặt nhiếp vô danh càng lúc càng tái nhợt diệp oản oản lòng như lửa đốt đây rốt cuộc là loại độc gì lúc này nhiếp linh lung cười khẽ khô điệp trong vòng nửa giờ, chắc chắn phải chết. Nửa giờ, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời trầm xuống. Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi nhiếp linh lung rứt tiếng, khóe miệng nhiếp vô danh, lại có máu đen tràn ra, thân hình lảo đảo muốn ngã. Ca ca, Diệp Oản Oản một tay đỡ lấy nhiếp vô danh. Không có việc gì, tố chất cơ thể anh rất tốt, chút độc này không là gì. Em đi trước, để anh tới xử lý. Nhiếp vô danh liếc mắt nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, chợt mở miệng nói với nàng. Nói bậy, Diệp Oản Oản đỡ một cánh tay của nhiếp vô danh, coi như tố chất thân thể anh tốt hơn nữa, cũng không có khả năng kháng trụ chất kịch độc như vậy. Đừng để ý anh, anh, không có chuyện gì. Nhiếp vô danh nhìn Diệp Oản Oản, chân mày nhíu chặt lại, tin tưởng anh, em đi trước đi. chương 2143, Huynh muội Tình Thâm Nếu đi cùng đi, nếu ở cùng ở. Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người nhiếp vô danh, không chút do dự nói. Nàng và Nhiếp Vô Danh là anh em ruột, lại là người thân nhất ở trên thế giới này. Diệp Oản Oản làm sao sẽ có thể bỏ lại Nhiếp Vô Danh, tự mình rời đi. Cho dù là chết, Diệp Oản Oản cũng không làm được. A, à, thật hay cho huynh muội tình thâm, suýt nữa ta đều đã bị các ngươi làm cho cảm động. Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười đều. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không có tâm tư phản ứng lại Nhiếp Linh Lung đỡ lấy nhiếp vô danh, vội vàng nói anh, chúng ta đi. Em dẫn anh đi bệnh viện, anh nhất định sẽ không sao. Đi. Nhiếp linh lung nhìn hai người chầm chầm, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chạy đi đâu đây? Không bằng, ta đưa các người đi xuống dưới đất, cũng không cô phụ các người huynh muội tình thâm. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn. Lúc này, người đi đường trên phố ăn vặt đã sớm né tránh, bốn phía không người, lộ ra khung cảnh có chút trống vắng. Từ sớm lúc trước, diệp oản oản cũng đã ung dung thản nhiên nhắn tin cầu viện cho đại trưởng lão để cho bọn họ tìm đến nhưng khoảng cách từ không sợ minh đến nơi này cũng không tính là gần coi như đại trưởng lão lập tức chạy tới đầu tiên cũng còn cần có ít nhất nửa giờ mà tình huống thân thể của nhiếp vô danh tuyệt đối không cho phép kéo dài thời gian như vậy lần đầu tiên diệp oản oản cảm thấy nửa giờ đối với nàng lại quan trọng như thế thời gian sao trôi thật mau sợ rằng nhiếp vô danh không có cách nào chống nổi nửa giờ, anh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến bệnh viện. Audio điện tử võ tấn bền Diệp oản oản nhìn về phía nhiếp vô danh. Nhiếp vô danh sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng không ngừng có mồ hôi lạnh tràn ra, hô hấp cũng càng lúc rồn rập. Anh, thưa Diệp hiện tại, anh đi trước, nghe em một lần, đến bệnh viện, mọi chuyện, để em lo. Bỗng nhiên, diệp oản oản đứng chắn ở trước mặt nhiếp vô danh các ngươi cái trò huynh muội tình thâm này ta đã nhìn chán rồi nhiếp linh lung thần sắc lạnh lùng chợt phất phất tay theo chỉ thị của nhiếp linh lung mấy tên sát thủ nhanh chóng tiến lên tấn công diệp oản oản từng chiêu từng thức ác độc vô cùng chuyên môn nhắm vào chỗ yếu hại là kỹ thuật giết người thuần túy nhất chỉ nhắm vào tính mạng của con người không nhằm vào bất kỳ thứ khác thấy vậy diệp oản oản cắn răng Bất kể như thế nào, hôm nay nàng nhất định phải bảo vệ Nhiếp Vô Danh, cho dù là liều mạng. Nhưng mà, tốc độ của mấy người kia thật sự là quá nhanh, đã sắp đến nơi mà Diệp Oản Oản cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ. Những người này, cơ hồ đều là cao thủ thuộc đội ám sát hàng đầu của Nhiếp gia. Bây giờ Nhiếp Linh Lung trở thành Nhiếp gia chủ, tự nhiên là có tư cách điều động bọn họ. Đội ám sát của Nhiếp gia, chỉ nghe theo mệnh lệnh gia chủ, không lo chuyện khác đúng vào lúc này một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai trái diệp oản oản chợt nhiếp vô danh tiến lên một bước ai dám đả thương em gái ta tiếng gầm lạnh giá thấu xương của nhiếp vô danh vang lên cùng với đó là một khí thế kinh người như dã dạ thú một tên sát thủ đội ám sát vì bất ngờ không kịp đề phòng bị nhiếp vô danh tung cùi trỏ hung hăng đập thẳng vào mặt một giây kế tiếp tên sát thủ đội ám sát kia cả người bay ngang ra ngoài như diều đứt dây âm um, một tiếng vang thật lớn chỉ thấy người kia đụng lõm cả bức tường bằng đá tảng cả người dính chặt vào trong vách tường khí tuyệt bỏ mình tại chỗ nhìn thấy nhiếp vô danh đã trúng độc sắp chết chắc lại vẫn có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ như vậy những tên sát thủ còn lại trong đội ám sát chố mắt nhìn nhau trong mắt hiện ra vẻ chấn động không cần sợ hãi nhiếp vô danh đã là nỏ hết đà. nhiếp linh lung lạnh giọng quát lên nhiếp linh lung rứt tiếng trong mắt vài tên sát thủ còn lại lại hiện ra vẻ băng lãnh, cũng không chuyển đổi mục tiêu, tiếp tục hướng về phía Diệp Oản Oản ở sau lưng nhiếp vô danh lướt tới. chương 2144, Cười Ninh Chiến Qua đây, một tên sát thủ trong đội ám sát, vừa muốn tiếp cận Diệp Oản Oản, nhưng đã bị nhiếp vô danh túm lấy tóc, kéo ngược hắn trở lại. Chợt, anh tung một cước tựa như dao lòng quấy đuôi, quật cho người kia bắn ngược về sau mười mấy mét nhiếp vô danh ra tay thật sự là quá nặng nặng đến mức làm cho người ta khó tin chỉ cần bị nhiếp vô danh đánh trúng cơ hồ chắc chắn phải chết trong chớp mắt hai gã sát thủ đội ám sát toi mạng tại chỗ nhưng mà dường như đúng như nhiếp linh lung nói nhiếp vô danh đã là nỏ hết đà hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp thân hình cũng lảo đảo muốn ngã phảng phất như đang dùng một ý chí mà người thường không cách nào tưởng tượng được gắng gượng chống đỡ nhưng mà lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa béo. Đây là chân lý trước giờ không đổi. Đừng, lãng phí thời gian, cùng lên đi. Nhiếp vô danh há mồm thở dốc, khí thế mạnh mẽ không giảm chút nào. Ca ca. Nhìn nhiếp vô danh, Diệp oản oản cắn răng. Gia chủ, vô danh dù sao không hề làm gì sai. Như vậy có phải hay không là có chút. Mấy vị trưởng lão nhiếp ra sau đó đã tìm đến. Một vị cao tầng nhiếp ra trong số đó hơi có chút lo lắng nói làm sao lại không sai ta đã cho hắn cơ hội nhưng hắn không nghe nhiếp linh lung lạnh lùng nói bao che không sợ minh chủ giết chết mấy vị cao thủ đội ám sát nhiếp gia ta đã là sai lầm lớn mút trời coi như là cha mẹ trở lại cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ nghe nhiếp linh lung nói vậy đám cao tầng nhiếp gia âm thầm lắc đầu trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ thật ra thì nhiếp chủ mẫu và gia chủ đã sớm cảm thấy nhiếp linh lung có vấn đề rất sớm từ trước liền đã bắt đầu âm thầm điều tra cô ta chỉ bất quá thế lực của nhiếp linh lung tại nhiếp gia đã vững chắc nếu như không có chứng cớ trực tiếp ra tay với cô ta sẽ dẫn tới nhiếp gia hỗn loạn nhưng mà hiện nay nhiếp gia chủ và chủ mẫu mất tích nhiếp gia đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của nhiếp linh lung nhiếp linh lung cấu kết với những tên trưởng lão cao tầng có quyền thế trong gia tộc hiện tại có ai dám không nghe theo cô ta còn ngớ ra đó làm gì, trước tiên giết nhiếp vô danh, sau lại chém không sợ minh chủ. Nhiếp linh lung lạnh giọng quát lên. Lúc này, hơn chục người như sóng cuộn mãnh liệt, không ngừng tấn công nhiếp vô danh. Ha 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 ha, thấy vậy, nhiếp vô danh cười to một tiếng, được được được, tới hay lắm. Cho dù thân chúng kịch độc, đối mặt với hơn chục vị cường giả nhiếp ra, thậm chí còn có cả mấy vị trưởng lão đánh hội đồng, nhiếp vô danh lại không hề sợ hãi chút nào, cười to nghênh chiến. Trong phút chốc, nhiếp vô danh và mấy chục vị cường giả đánh nhau tại một chỗ, cứ như thể có hai ngôi sao trời, đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, va chạm kịch liệt vào nhau. Chỉ bất quá mấy hơi thở, trên người của nhiếp vô danh, đã xuất hiện mấy vết cắt do vũ khí lưu lại, máu tươi thấm ướt cả người, nhuộm quần áo trên người nhiếp vô danh thành một màu đỏ quặp. Em gái, đi mau. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhiếp vô danh xoay người, hướng về Diệp Oản Oản tức giận quát lên. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nắm chặt hai quả đấm. Nàng không thể đi. Nàng, làm sao có thể đi? Nhiếp Vô Danh gấp rút thở hổn hển, đột nhiên nâng một tay đẩy Diệp Oản Oản ra xa khỏi vòng chiến, "Vô Ưu, đi. Nhanh, nghe lời anh." "Ca ca, anh không sao, đi nhanh." Nhiếp Vô Danh âm thanh lạnh giá. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, đáy mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng khủng khiếp. "Anh ấy muốn làm cái gì?" Một giây kế tiếp, nhiếp vô danh đột nhiên liều mạng tấn công đám sát thủ kia giống như đã nổi điên rồi vậy. Diệp Oản Oản biết, anh muốn liều mạng giành giật một chút thời gian cuối cùng, để cho mình có thể chạy trốn. Nhiếp Linh lung lạnh lùng hai tay ôm ngực đứng ở một bên, loại độc khô điệp này, người càng vận động, chất độc sẽ phát tác càng nhanh, ha ha. Trường 2145, ý chí sau cùng. Kaka ka, Diệp Oản Oản vừa gắng sức đánh dây dưa với đám hộ vệ ở hai bên, vừa muốn đột phá vòng vây mang nhiếp vô danh rời đi nhưng mà lần này nhiếp linh lung đến là có chuẩn bị hiện tại tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ thực lực không tầm thường cho dù khoảng thời gian này nàng đã trải qua đợt huấn luyện cường độ cao thời điểm tỉnh táo thực lực đã có thể tương đương với khi uống say lúc trước nhưng mà vẫn còn kém quá xa quá xa anh bảo em chạy đi không nghe được sao nhiếp vô danh gầm lên giận dữ một trưởng vỗ bể nát đầu một tên sát thủ cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân hướng về diệp oản oản hét lên đúng lúc này một tên sát thủ nào đó đánh lén từ phía sau khí lực nhiếp vô danh sắp hao hết không tránh kịp bị một trưởng đánh vào giữa lưng trực tiếp bị đánh bay nặng nề đụng vào tường anh thấy vậy diệp oản oản lập tức dùng trưởng đao đánh lui một vị cường giả vội vàng lao lên đỡ nhiếp vô danh đứng lên nhưng mà thời khắc này Nhiếp Vô Danh đã nhắm nghiền hai mắt lại, không có bất kỳ cử động nào. "A, à, ta đã nói với hắn, chúng loại độc này, càng vận động dữ dội, độc sẽ phát tác càng nhanh." Chính hắn đầu óc ngu xuẩn, không nghe lọt, tự làm tự chịu. Cách đó không xa, Nhiếp Linh Lung lạnh giọng cười nói. "Ngậm cái miệng chó của mày lại." Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt chừng Nhiếp Linh Lung một cái. Cái nhìn này, là băng hàn tới từ trong xương tủy. Chính cả Nhiếp Linh Lung trong nháy mắt này cũng không khỏi lạnh bốt từ đầu đến chân loại ánh mắt này giống như đã từng quen biết nhiếp vô danh đã hôn mê không cần quan tâm nữa giết chết không sợ minh chủ nhiếp linh lung hạ lệnh nhiếp linh lung vừa ra lệnh một tiếng mấy vị cao tầng trưởng lão và sát thủ đội ám sát nhiếp ra lập tức tấn công diệp oản oản anh nhìn nhiếp vô danh đã chết ngất mặt diệp oản oản đầy bi thương tiếp đó một vị trưởng lão nhiếp ra đã tới một quyền bổ thẳng vào gáy Diệp Oản Oản. Tốc độ một trưởng này quá nhanh, thực lực của tên trưởng lão nhiếp ra này tuyệt đối không phải là thứ Diệp Oản Oản hiện nay có thể chống lại. Nhưng mà, vào thời khắc này, sự tình làm cho mọi người tại đây khó tin phát sinh. Ầm, um, một tiếng vang thật lớn, vị trưởng lão kia hét thảm trong miệng, bỗng nhiên bị nhiếp vô danh vốn được Diệp Oản Oản nâng đỡ, tung một quyền đánh bay. Ca ca. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Oản Oản thoáng vui lên nhưng mà một giây kế tiếp diệp oản oản lại hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ hai tay che miệng một đôi mắt đã ướt đẫm cặp mắt nhiếp vô danh vẫn đóng chặt cũng không mở ra anh ấy còn đang hôn mê chuyện này một vị cao tầng nhiếp ra nhìn nhiếp vô danh chằm chằm thần sắc rung động rõ ràng đã chết ngất lại còn có thể động thủ đây ý chí gì vậy chắc là bản năng và chấp niệm sau cùng cho dù đã hoàn toàn chết ngất còn có thể dựa vào ý chí còn sót lại, bảo vệ cho em gái của chính mình. Một vị cao tầng nhiếp ra cắn răng, trong lòng đối với Nhiếp Vô Danh cảm thấy kính nể. Lúc này, Nhiếp Vô Danh bằng vào bản năng một tay kéo lấy Diệp Oản Oản che ở sau lưng. Anh còn có ý thức, còn có thể phân rõ ai là em gái của anh, ai lại đang muốn hại em gái mình. Anh, trên trán Diệp Oản Oản gân xanh hiện lên, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, mặc cho máu tươi nhỏ xuống nàng tại sao lại vô dụng như vậy nàng không có mưu trí tuyệt thế vô song cũng không có vũ lực uy chấn thiên hạ nàng rốt cuộc có ích lợi gì nàng ngay cả anh trai của mình đều không cách nào bảo vệ nàng chính là một thứ phế vật một hận ý to lớn mút trời từ trong lòng diệp oản oản trào dâng hận sự vô năng của mình hận chính mình vô lực muốn chết trong lúc đó nhiếp linh lung nắm lấy một con dao găm trong tay cả người tốc độ nhanh đến cực hạn vô cùng bén nhạy. chương 2146, ánh mắt năm đó. Phút, con dao găm sắc bén xuất hiện, trong nháy mắt đâm hướng vào người nhiếp vô danh đã hoàn toàn hôn mê. Phập, là âm thanh hung khí đâm vào trong xương thịt. Tí tách, tí tách. Máu tươi thuận theo bàn tay của Diệp Oản Oản, chậm rãi nhỏ xuống đất. Giữa mọi người, ngay tại một khắc cuối cùng khi nhiếp linh lung huy động dao găm, sắp xuyên qua lồng ngực nhiếp vô danh, Diệp Oản Oản đã ra tay rồi. Nàng canh giữ ở bên người Nhiếp Vô Danh, dùng bàn tay của mình đón lấy con dao găm của Nhiếp Linh Lung. Con dao găm vạn phần sắc bén kia xuyên qua bàn tay của Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cúi đầu, yên lặng không nói. "A, à, ta thật sự tò mò, cái vở kịch huynh muội tình thâm này của các ngươi, rốt cuộc muốn diễn tới khi nào?" Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Oản Oản, có chút hăng hái cười mỉa nhiếp linh lung vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến sợi tóc nàng bay lất phất. Ta, muốn ngươi chết. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc nói. Muốn ta chết thì ta phải chết. Khóe miệng nhiếp linh lung nhếch lên, ngươi, làm được sao? Đúng rồi, ta thay đổi chủ ý, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, dùng con dao găm này, xuyên thấu lồng ngực của anh ngươi. Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấu sự bất lực của mình người xuất hiện trên cái thế giới này chính là sai lầm lớn nhất ôi thật đáng thương làm sao phải quỳ xuống cầu xin ta nhưng mà nhiếp linh lung vẫn chưa thể nói xong sắc mặt lại đột nhiên biến đổi diệp oản oản tung ra một quyền tốc độ của cú đấm này căn bản là làm cho nhiếp linh lung không có cách nào phản ứng thậm chí giống như đã đột phá cực hạn của con người đạt tới một giới hạn khủng bố nào đó ở ngay dưới con mắt mọi người nhiếp linh lung bị một quyền của diệp oản oản đánh trúng cả người giống như một trang giấy mỏng manh giữa cuồng phong bão táp bay ngang ra ngoài phút mọi người chỉ thấy tốc độ của diệp oản oản nhanh đến cực hạn còn không đợi nhiếp linh lung giữa không trung rơi xuống đất diệp oản oản cũng đã đuổi kịp ả ta hung hăng túm lấy tóc của nhiếp linh lung quật ngược xuống dưới đất ầm uhm. nhiếp linh lung bị quăng mạnh xuống đất trong lúc nhất thời bụi đất tung bay Wing vẫn không đợi Nhiếp Linh Lung làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diệp Oản Oản đã đấm thẳng một cú vào giữa mặt ả à ta. "Ta muốn ngươi chết." Nàng cắn răng nghiến lợi giận dữ, là phẫn hận sâu tận trong xương tủy. Nhìn loại ánh mắt đáng sợ giống như đã từng quen biết này của Diệp Oản Oản, trong lòng Nhiếp Linh Lung không khỏi run lên. Là loại ánh mắt của năm đó, là ánh mắt thời điểm khi Nhiếp Vô Ưu đã từng huấn luyện cho cô. Là ánh mắt khiến cô kinh hoàng nhưng lại ghi hận trong lòng. Tìm chết, nhiếp linh lung gầm lên một tiếng, song trưởng đưa lên, nhặt lấy con dao găm, đâm thẳng vào giữa mi tâm diệp oản oản. Keng, vào giờ phút này, khiến cho nhiếp linh lung không cách nào tin chính là, diệp oản oản chỉ dùng hai ngón tay, đã có thể cản lại con dao găm mà cô đang đâm tới. Nhiếp linh lung, người thật là đáng chết. Thời khắc này, diệp oản oản phảng phất như đã hoàn toàn bị sự tức giận bao trùm, hóa thành ác ma từ trong tu la luyện mục bò ra ngoài. Diệp Oản Oản rứt tiếng, một sức mạnh người thường khó có thể tưởng tượng được, theo đầu ngón tay của Diệp Oản Oản tuôn ra. Con dao găm bị Diệp Oản Oản chặn lại, vậy mà bị gãy gập. Giờ phút này, con dao găm bị hai ngón tay Diệp Oản Oản chặn lại, gãy lìa một đầu. Tay phải nàng nhúc nhích, hung hăng qua thẳng về cái cổ của nhiếp linh lung, như là muốn trực tiếp cắt đứt cổ à ta. Nhưng mà, phản ứng của nhiếp linh lung cũng cực nhanh, lập tức thối lui về phía sau tuy là tránh thoát được một kích chí mạng của Diệp Oản Oản, nhưng trên mặt của nhiếp linh lung lại bị dao găm vạch ra một vết máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình. chương 2147, Tu La chủ đến. Tiến lên. Thấy vậy, một vị trưởng lão nhiếp ra trong số đó, lập tức quát lên. Một giây kế tiếp, hơn chục người đồng thời tiến lên định đánh hội đồng Diệp Oản Oản. Các ngươi đều đáng chết. Đối mặt hơn chục người, Diệp Oản Oản không lùi mà tiến tới, dùng đoạn dao găm gãy kẹp nơi hai ngón tay xem như sát khí. Ngắn ngủi vài tích tắc, kẻ chết, người bị thương. Cuối cùng, không một ai dám tiếp cận Diệp Oản Oản. Chuyện này, làm sao có thể? Một vị trưởng lão nhiếp ra trong đám, nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần kinh ngạc. Cô ta đã khôi phục, sức mạnh thời kỳ đỉnh phong. Không đúng, coi như là thời kỳ đỉnh cao của nhiếp vô ưu cũng không có khả năng kinh khủng như vậy cô ta đã vượt qua chính mình ngày trước hay là nói những thứ cô ta từng nắm giữ đã trở về chúng ta cùng tiến lên giết chết ả à ta nhiếp linh lung lạnh giọng quát lên còn không đợi đám người nhiếp ra kịp đáp lại một âm thanh lạnh giá thấu xương phảng phất như từ trong màn đêm đen thăm thẳm truyền đến làm cho sống lưng người ta phát xét muốn cùng tiến lên sao trong lúc nói chuyện mấy trăm người từ góc đường chậm rãi đi tới Người đàn ông cầm đầu cứ như thể hòa vào làm một cùng màn đêm đen, toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí làm cho người ta run như cầy sấy, là một vẻ hung ác xưa nay chưa từng có. Mà một bên khác, là đại trưởng lão không sợ minh dẫn theo mấy vị trưởng lão, mười mấy vị đường chủ và cả đám người thất tinh bắt đầu. Nhìn thấy chàng trai, trong ánh mắt tràn đầy khát máu và tàn nhẫn của Diệp Oản Oản, lúc này mới có chút hòa hoãn. Tu La chủ. Sau khi nhìn thấy Tu La chủ, mấy vị trưởng lão nhiếp ra thất kinh. Làm sao tốc độ lại nhanh như vậy? Đúng vậy, bọn họ tính sai. Kế hoạch ban đầu, nhiếp vô danh chúng độc, có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Mà nhiếp vô ưu lại càng không đáng nhắc tới. Giết chết hai người, coi như đến lúc đó tu la chủ tìm tới cửa, nhiếp ra cũng không sợ chút nào. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, cái tên nhiếp vô danh đó, căn bản chính là một con quái vật. Người đã trúng kịch độc, vẫn còn có thể bộc phát ra chiến lực cường đại, thậm chí là sau khi đã hoàn toàn chết ngất, lại còn có thể dựa vào một ý chí không cách nào hiểu được để bảo vệ em gái của hắn. Thật vất vả mới giải quyết được nhiếp vô danh, nhưng con ả nhiếp vô ưu này lại khôi phục chiến lực đỉnh phong, lại có thể kéo dài thời gian đủ cho đám người tu la chủ kéo tới. Giờ phút này, chàng trai đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, cởi áo của mình ra, khoác ở trên người Diệp Oản Oản. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bàn tay bị thương của nàng lúc này người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của diệp oản oản đau không cơ hồ theo bản năng diệp oản oản lắc đầu một cái nhanh đưa anh trai em đi bệnh viện giật mình tỉnh lại diệp oản oản vội hoảng hốt nói đã đưa đi rồi chàng trai đáp diệp oản oản xoay người quan sát quả nhiên nhiếp vô danh đã được đưa đi chàng trai xoay người lần lượt hướng về nhiếp linh lung và đám người nhiếp ra quan sát. Giết chết toàn bộ, anh lạnh giọng ra lệnh. Một câu nói thật lạnh lùng, toàn bộ nhân lực A Tu La tạo thành thiên la địa võng, đem tất cả mọi người bao vây. Cho dù ngươi là ai, chắp cánh cũng khó thoát. Chờ chút, Diệp Oản Oản nhìn về phía chàng trai là bởi vì nhân năm đó em gieo xuống. Vì vậy, quả này liền để cho em tới phụ trách, được không? mối hận trong lòng diệp oản oản không cách nào lắng xuống trong đầu chỉ còn lại hình ảnh nhiếp vô danh đem hết toàn lực tranh thủ cho chính mình một chút hy vọng sống nàng là em gái mối thù của anh trai để nàng tới báo nếu như không phải là nàng năm đó đem nhiếp linh lung nhặt về nhiếp ra làm sao lại sẽ nuôi hổ gây họa con hổ cái tàn bạo này do nàng một tay nuôi lớn coi như là kết thúc hẳn cũng là để cho nàng tới tự tay kết thúc nhân quả, nhân quả. Bởi vì là nàng chồng, cũng phải do nàng kết. Tư giả dạ hàn nhìn cô gái trước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Được. Cuối cùng, chàng trai gật đầu một cái, cũng nhìn về phía đám người Atula. Một giây kế tiếp, đám người Atula lui về phía sau một chút, nhường lại vị trí. chương 2148, hổ vĩnh viễn luôn là hổ. Nhiếp vô ưu chậm rãi đi về khu vực trống trải phía trước, nhìn chằm chằm nhiếp linh lung. Sự phẫn hận vốn có cũng biến thành lạnh lùng đến lạ thường. Chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp linh lung lau đi vết máu trên mặt bị Diệp Oản Oản dùng dao găm gây thương tích, nhìn Diệp Oản Oản trừng trừng, lạnh lùng nói. Phút, tiếng nói của nhiếp linh lung mới vừa cất lên, chỉ thấy tay phải Diệp Oản Oản khẽ nhấc, hai ngón tay lắc một cái, nhẹ nhàng phóng nửa đoạn dao găm, trong nháy mắt bay ra ngoài, nhanh như cuồng phong điện chớp. Một giây kế tiếp, má phải nhiếp linh lung bị nửa đoạn dao găm rạch nát, máu tươi phun ra như suối. Nhiếp linh lung, ngươi là đứa con nuôi ta đã từng nhận vào nhiếp ra. Ta thấy ngươi đáng thương, nhưng ngươi lại không cảm tạ ân đức, lòng muông giả thú, vọng tưởng ngựa trị ở trên đầu của ta. Diệp oản oản nhìn nhiếp linh lung, lạnh nhạt mở miệng nói. Con nuôi, nghe lời nói này, nhiếp linh lung lại bỗng nhiên cười lạnh, ngươi coi như là cái thá gì. Ngươi vì nhiếp ra làm cái gì hai ông bà già đáng chết kia nhiều năm như vậy vẫn luôn bịn diện nhớ nhung ngươi ngươi dựa vào cái gì ngươi chẳng qua chỉ là đồ phế vật mà ta đã định trước sẽ đứng ở đỉnh cao các ngươi đều phải bị ta dẫm ở dưới chân phải không hàn quang trong mắt diệp oản oản lóe lên trong lúc nói chuyện cả thân người nàng thoát ẩn thoát hiện ta muốn ngươi chết nhiếp linh lung lạnh giọng quát lên thân hình nhanh chóng nhào tới diệp oản oản giờ phút này Diệp oản oản đứng tại chỗ, lạnh nhạt liếc nhìn nhiếp linh lung một cái, ta là nhiếp vô yêu. Mà ngươi, vĩnh viễn chẳng qua là được ta bố thí cho một chút thương hại, đem ngươi về nhiếp ra, cũng ban cho ngươi cái tên nhiếp linh lung. Mà bắt đầu từ giờ phút này, ta thu hồi lại danh hiệu nhiếp linh lung. Ngươi, không xứng gọi là nhiếp linh lung. Diệp oản oản rước tiếng, cùi trò tung ra, hung hăng đập thẳng vào bụng nhiếp linh lung vừa mới tiếp cận. ầm, um, một tiếng vang thật lớn nhiếp linh lung bị cùi trỏ diệp oản oản đầy tàn bạo đánh ngã sóng xoài trên mặt đất. Chiêu thức của nhiếp vô danh. Nhiếp linh lung lau vết máu trên mép, một lần nữa đứng dậy. liền dùng chiêu thức mà đại ca đã từng dạy cho ta, kết thúc cuộc đời ngươi. Đây là vinh hạnh của ngươi, diệp oản oản mặt không chút thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, diệp oản oản tung một cước đá thẳng vào bụng nhiếp linh lung. Ngươi quá chậm, nhiếp linh lung cười lạnh, thân hình hơi nghiêng. Nhưng mà, một cước này của Diệp Oản Oản lại đột nhiên biến đổi ở giữa đường, dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt, hung hăng lắc một cái đập vào cầm nhiếp linh lung. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhiếp linh lung lần nữa bị Diệp Oản Oản đánh ngã xuống đất. Còn chậm không, Diệp Oản Oản nhìn nhiếp linh lung, lạnh nhạt hỏi. Năm đó, hết thảy đều là người dạy ta, không có khả năng, ta đã sớm trò giỏi hơn thầy, người không có khả năng là đối thủ của ta. Nhiếp linh lung nhìn Diệp Oản Oản chầm chăm, chăm lạnh giọng quát lên. Nghe câu này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, hổ dậy cho một con chó kỹ năng săn mồi. Chó có học tốt hơn nữa, vĩnh viễn đều chỉ có thể là một con chó. Mà hổ, vĩnh viễn vẫn luôn là hổ. Người năm đó, có chút giấu giếm. Nhiếp linh lung cắn răng nghiến lợi, nhiếp vô yêu, không hề dạy cho chính mình hết thảy mọi thứ của cô ta. Tiếng nói nhiếp linh lung mới vừa dứt, Diệp Oản Oản đã có hành động chỉ thấy Diệp Oản Oản tung một trường vỗ vào nhiếp linh lung, mà nhiếp linh lung thì lập tức phòng thủ, giơ hai cánh tay lên đưa về phía trước. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ ở giữa đường, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng nhiếp linh lung, túm lấy mái tóc dài của cô ta. Cuối cùng, lại dạy cho ngươi một chút, lúc đánh nhau, nhớ cột mái tóc lại. Diệp Oản Oản nói xong, hai tay quật về phía trước, nhiếp linh lung mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất một đôi tay này của ngươi, dính đầy bao nhiêu tội ác. Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lấp lóe, tung một cước dẫm ở trên cánh tay của nhiếp linh lung. Một giây kế tiếp, tiếng xương nứt vang lên, nhiếp linh lung đầu đầy mồ hôi, cũng không còn sức để hét thảm thành tiếng. chương 2149, Phong Thái Gia Chủ Nhiếp vô yêu, ha ha, người mới là một tên ác ma triệt đầu triệt đuôi, máu tươi dính trên tay ta, đều là do người ban tặng, là kỹ năng giết người ngươi dạy cho ta. Ngươi có tư cách gì ngự trị ở trên đầu của ta? Ngưu lược và tâm trí, ngươi có điểm nào có thể so với ta? Ngươi mới hẳn là cái đầu con nuôi. Mồ hôi lạnh trên trán nhiếp linh lung thấm ra, lại vẫn như cũ cười lạnh không dứt. Ta dạy cho ngươi, là muốn sau này ngươi có năng lực tự vệ, không phải là để cho ngươi dùng để đối phó nhiếp ra hay làm sằng làm bầy. Diệp oản oản mặt không đổi sắc nói. Năm đó, Ông ngoại dạy mình như thế nào, Diệp Oản Oản liền dạy cho Nhiếp Linh Lung như thế đấy. Sự tính ban đầu là tốt, nhưng mà lý giải như thế nào, toàn bộ đều dựa vào bản thân. Nhiếp Vô Ưu, người của Nhiếp gia đều đáng chết, các ngươi còn có bao nhiêu tháng ngày sống dễ chịu. Nhiếp Linh Lung hung hăng nhìn Diệp Oản Oản. Đúng rồi, người nói ta suýt chút nữa quên rồi, người vẫn không thể chết. Trong khi nói chuyện, Diệp Oản Oản một tay tóm lấy Nhiếp Linh Lung trực tiếp vứt xuống bên người của Lâm Khuyết cách đó không xa. Hích, tôi nói này, cô ném con hàng này cho tôi làm gì, tôi không có hứng thú đối với ả ta. Nhìn nhiếp linh lung dưới bàn chân mình, Lâm Khuyết vội vàng mở miệng nói. Mang về, nghiêm ngặt thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra hết thảy cô ta biết. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, Diệp Oản Oản nói. Khương Viêm, cậu am hiểu, giao cho cậu đấy. Lâm Khuyết nhìn về phía Khương Viêm ở bên cạnh hiểu rồi. Khương Viêm gật đầu một cái, nắm lấy nhiếp linh lung, liền định tự mình rời đi. Mang thêm vài người cùng nhau trở về, Diệp Oản Oản cau mày nói. Nữ nhân này đều đã thành như vậy rồi, còn có thể uy hiếp được tôi hay sao? Trong lòng Khương Viêm có chút không phục, nhưng ngoài miệng vẫn phải khách khí. Vạn nhất có người cướp thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Khương Viêm, bất đắc dĩ, Khương Viêm chỉ có thể mang theo một nửa số người Atula quay trở về sau đó, Diệp Oản Oản hướng về đám trưởng lão và cao tầng nhiếp ra ở đây, lạnh lùng nói, hiện nay, ta có tư cách trở thành gia chủ nhiếp ra sao? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, chúng cao tầng chố mắt nhìn nhau. Có có có, vô yêu, thật ra thì, trước đó chúng tôi cũng là bị nhiếp linh lung che mắt. Ai có thể ngờ được ả à ta lòng muông giả thú, cũng may cô đâm thủng bộ mặt giả dối, bóc trần bộ mặt thật của ả à ta, nếu không hậu quả khó mà lường được một vị trưởng lão cao tầng vội vàng nói. Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng là bị che đậy đấy. Khóe miệng Diệp oản oản hơi hơi dương lên, trong lòng cười lạnh không dứt. Chỉ tiếc, những trưởng lão cao tầng này, trước mắt vẫn không thể động đến được. Chỉ có khi chính mình phối hợp với nhị thúc công, trước tiên hoàn toàn phân hóa quyền lợi nhiếp ra trong tay bọn họ xong, mới có thể tiến hành trừng trị đối với bọn họ. Nếu không, hiện tại lập tức động thủ đối với bọn họ, nhiếp ra tất nhiên sẽ bị chia rẽ phân liệt, đây không phải là cục diện Diệp Oản Oản muốn thấy. Ta biết, các ngươi cũng là bị che đậy, nhưng, dù sao phạm sai lầm, liền phải tiếp nhận xử phạt. Diệp Oản Oản nói, dạ dạ dạ, xin mời gia chủ tiến hành xử phạt đối với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo đấy. Đám cao tầng gật đầu liên tục. Chỉ bất quá, thời khắc này, Diệp Oản Oản không có tâm tư nói nhảm cùng những người này. Đợi ngày sau, nhất định sẽ tính toán rõ ràng món nợ này cùng bọn họ thứ chờ đợi bọn họ chỉ có kết cục khiến ta người sợ hãi a à, cửu anh trai em ở bệnh viện nào chúng ta đi qua nhanh diệp oản oản xoay người nhìn về phía tư dạ hàn nghe tiếng tư dạ hàn gật đầu một cái hướng về lâm khuyết nói trước tiên hộ tống các vị trưởng lão nhiếp ra trở về nhà cửu ca đã hiểu lâm khuyết gật đầu một cái nhìn về phía đông đảo cao tầng nhiếp ra các vị xin mời trên mặt nổi là hộ tống thật ra thì nói trắng ra chính là giam lỏng. chương 2150, đã quá muộn. Giờ phút này, đám người nhiếp ra nhìn qua nhìn lại, nhất là một đám cao tầng nhiếp ra, chân mày không khỏi nhăn lại. Bọn họ là cao tầng nhiếp ra, tu la chủ muốn giam cầm bọn họ, nói đùa sao? Gia chủ, đây là chuyện của nhiếp ra chúng ta, tu la chủ dù sao cũng là một người ngoài, ta cho rằng không quá tiện can thiệp vào chuyện nhà nhiếp ra chúng ta đi. Một vị trưởng lão nhiếp ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói: "Nghe vậy, Diệp Oản Oản lườm gã ta một cái, giữa ta và Tu La chủ mới gọi là chuyện nhà, giữa ngươi và ta chỉ có thể gọi là chuyện công, hiểu không?" Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cao tầng nhiếp ra á khẩu không trả lời được. Diệp Oản Oản nói xong, tiến đến chỗ chàng trai trước mặt, nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Hiện tại, lòng Diệp Oản Oản nóng như lửa đốt, Đối với việc nhiếp vô danh chúng độc và chịu vô vàn thương tích, nàng vạn phần lo lắng. Thật ra thì, bằng vào tố chất thân thể của nhiếp vô danh mà nói, những thứ kia hẳn cũng chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng loại độc nhiếp vô danh chúng, lại có thể đoạt mạng đấy. Diệp Oản Oản thậm chí không dám nghĩ sâu, nếu như nhiếp vô danh xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản lo lắng như vậy, tư giả hàn chẳng qua chỉ yên lặng đi ở bên cạnh, Đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cũng không thể đoán trước, càng không thể cải tử hồi sinh. nhiếp vô danh rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể nghe thầy thuốc, nhìn xem vận mệnh của anh ta mà thôi. Chính là chỗ này sao? Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bệnh viện ở phía trước, quay sang hỏi Tư Dạ Hàn. "Ừm." Um. Chàng trai trả lời. "A Cửu, bệnh viện này tốt không?" Diệp Oản Oản tràn đầy lo âu. "Đây là bệnh viện tốt nhất của Độc Lập Châu." Tư giả hàn nhẹ giọng trấn an, anh cũng đã để cho thầy thuốc giỏi nhất của Atula đến theo dõi ở bên cạnh anh trai em, thời thời khắc khắc trông nom. Cảm ơn, Diệp Oản Oản gật đầu. Nhưng dù cho là như thế, Diệp Oản Oản vẫn như cũ lo lắng vạn phần, thậm chí đối với bệnh viện phía trước có một chút sợ hãi. Nàng không biết, có tin tức như thế nào đang đợi mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản theo tư giả hàn đi vào bệnh viện, đi thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt cô là vô ưu tiểu thư của nhiếp gia ngoài cửa một nhóm thầy thuốc đang thảo luận gì đó sau khi nhìn thấy diệp oản oản lập tức nghênh đón nhiếp gia cũng được không sợ minh cũng được danh tiếng tại độc lập châu tự nhiên không cần nói nhiều không ai không biết không ai không hiểu đặc biệt là sau khi không sợ minh chủ khôi phục thân phận nhị tiểu thư nhiếp gia danh tiếng càng tăng mạnh thầy thuốc anh tôi như thế nào nhìn mấy vị thầy thuốc trước mắt diệp oản oản vội vàng hỏi thăm chuyện này một vị thầy thuốc trong số đó nhìn chằm chằm diệp oản oản lắc đầu một cái thở dài nói vô ưu tiểu thư anh trai của cô chúng kịch độc mặc dù chúng tôi đã tiến hành cấp cứu ngay lập tức hơn nữa rửa dạ dày nhưng thời gian đưa tới đây vẫn là đã quá muộn một chút thầy thuốc vừa dứt tiếng sắc mặt diệp oản oản trong nháy mắt tái nhợt thân thể hơi có chút lảo đảo lui về phía sau nhưng đã được tư giả hàn đỡ lấy sao lại thế thầy thuốc có phải là có sai lầm gì rồi hay không? Anh trai tôi, anh ấy, tố chất cơ thể của anh ấy rất mạnh, Diệp Oản Oản thần sắc hốt hoảng, lời nói đã có chút thiếu mạch lạc. Vô Ưu tiểu thư, tố chất thân thể của anh trai cô đúng là rất mạnh, nhưng kịch độc chúng phải là thông qua huyết dịch truyền khắp cơ thể. Tố chất cơ thể có mạnh hơn nữa đều không có tác dụng gì, trừ phi có thuốc giải. Thầy thuốc hơi có chút bất đắc dĩ. Tuy nói vậy, loại kịch độc gọi là khô điệp này căn bản cũng không có thuốc giải. Vô Ưu tiểu thư, thật vô cùng xin lỗi, chúng tôi thật sự đã tận lực. Chương 2151, anh là anh hùng trong lòng em. Thời khắc này, Diệp Oản oản mặt xám như cho tàn. Chàng trai ở bên cạnh nhìn lấy cô gái, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao. A à Cửu, em muốn nhìn mặt anh trai em. Không biết qua bao lâu, Diệp Oản oản hướng về Tư Dạ Hàn nói. Ừm. Tư giả dạ hàn muốn nói lại thôi, nhưng giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ nào đều quá mức dư thừa, cuối cùng chỉ có thể vuốt ve mái tóc của cô gái. Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Diệp Oản Oản một thân một mình đi vào phòng bệnh. Giờ phút này giờ phút này, nhiếp vô danh lẻ loi nằm ở trên giường bệnh, ở nơi miệng còn đeo bình dưỡng khí, không nhúc nhích, trên khuôn mặt không hề có chút đau đớn nào, giống như ngủ thiếp đi, vô cùng bình an. Ca ca, Diệp Oản Oản đi tới trước giường bệnh, nắm thật chặt hai tay nhiếp vô danh. Ca, ca anh dậy đi, không phải là anh muốn kiếm tiền, muốn làm ăn sao? Anh dậy đi, em đem mối làm ăn của không sợ minh. Của nhiếp ra tất cả đều cho anh, còn nữa, em sẽ nói với A Cửu, bảo anh ấy đem tất cả các đơn hàng đều giao cho anh làm, có được hay không? Diệp oản oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh trên giường bệnh không có chút động tĩnh nào, trong lúc nhất thời, đôi mắt nhạt nhòa mi cay. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của nhiếp vô danh. Nàng không thể mất đi anh ấy, đây là nỗi đau mà nàng không cách nào gánh chịu được. Trong đầu, loáng thoáng hiện lên từng ly từng tí năm đó cùng nhiếp vô danh. Mặc dù từ nhỏ Diệp Oản Oản đã rời khỏi nhiếp ra, sống cùng ông ngoại, nhưng dù như vậy, mỗi một lần ở cùng nhiếp vô danh, đều là những hồi ức mà nàng rất quý trọng, chân quý. Ca ca, anh còn nhớ sao, khi còn bé, em bị người khác khi dễ, anh cầm cục gạch lên gõ bể đầu người ta. Rất nhiều lần, trong phòng bệnh, Diệp Oản Oản lúc thì cười, lúc lại rơi lệ. Bên ngoài phòng bệnh, tư giả hàn yên lặng không nói gì. Ca ca, anh biết không, lần này, lại là anh bảo vệ em, cho dù anh đã mất đi ý thức, tuy nhiên vẫn cố bảo vệ cái đứa em gái vô dụng này của mình. Cà ca ca, mặc kệ người ngoài nhìn anh thế nào, anh vĩnh viễn là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng em. Ca ca, tỉnh lại đi không phải lúc trước anh đã nói chỉ cần em có thể đỡ được anh ba chiêu anh sẽ đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của em dù có hợp lý hay không sao hiện tại em nhất định có thể đỡ được ba chiêu của anh thậm chí nhiều hơn anh không thể ăn vạ anh phải đứng dậy thực hiện cam kết kia van cầu anh diệp oản oản nắm hai tay nhiếp vô danh càng ngày càng vội vã thật giống như chỉ cần thoáng buông tay ra liền sẽ không thể một lần nữa giữ được người anh trai này sợ rằng anh sẽ không thể xuất hiện trong cuộc đời nàng lần nữa diệp oản oản ở trong phòng bệnh nửa bước không rời ở bên nhiếp vô danh suốt một buổi tối mà bên ngoài phòng bệnh tư giả hàn cũng đồng dạng không rời xa nửa bước vượt qua một buổi tối đầy khó khăn này sáng sớm hôm sau ánh hào quang yếu ớt xuyên qua cửa sổ rơi vào bên trong phòng bệnh không biết qua bao lâu diệp oản oản chậm rãi mở hai mắt ra theo bản năng liền nắm lấy hai tay nhiếp Vô Danh, "Ca ca, anh đừng." Còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản lại phát hiện, trên giường bệnh đã sớm không có một bóng người. Một sự khủng hoảng bất an trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầu óc của Diệp Oản Oản. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt đứng dậy, mặt đầy kinh hoàng, dường như muốn lập tức phóng ra bên ngoài phòng bệnh. Nhưng mà, bên này Diệp Oản Oản vừa mới đứng dậy, lại phát hiện ra, trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ Nhiếp Vô Danh còn mặc y phục bệnh nhân, đong đưa hai chân, đang tại gặm dở trái táo ở trong tay. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, hoàn toàn đờ đẫn, trong lúc nhất thời, đầu óc hoàn toàn trống vắng. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bước nhìn về phía Diệp Oản Oản, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ăn chút không? Thấy Diệp Oản Oản mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh đem trái táo gặm đến chỉ còn một nửa, chuyển sang cho Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Oản Oản chậm rãi rơi vào trên trái táo nhiếp vô danh đưa tới, theo bản năng nhận lấy nó. chương 2152, đây là trọng điểm sao? Sau khi trái táo được Diệp Oản Oản cầm lấy, nhiếp vô danh lau miệng, lại nhặt lên một quả lê trên dĩa và gặm. Em gái, anh nói em nghe, anh đói chết mất, làm sao tất cả đều là trái cây? Nhiếp vô danh vừa ăn nhồm nhòm vừa nói với Diệp Oản Oản. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem trái táo để ở một bên, nhìn nhiếp vô danh anh trước chờ một chút náo em có chút loạn chúng ta trước tạm ngưng ăn một chút anh không có việc gì nghe diệp oản oản hỏi vậy nhiếp vô danh mặt đầy ngơ ngác ai nói không có việc gì mụ nội nó cả người anh trên dưới không có lấy một chỗ không đau lần này suýt chút nữa đã bị đám chó kia đánh chết ra tay là thực sự là ác quá đi mà trên người không có lấy một chỗ không đau suýt chút nữa bị người ta đánh chết đây là trọng điểm sao trọng điểm chẳng lẽ không phải là anh ăn phải đá bảo đường phèn có kịch độc sao? Bác sĩ, ca ca, anh đừng động, em đi gọi bác sĩ. Diệp Oản Oản xoay người liền định chạy đi. Thấy vậy, nhiếp vô danh một tay kéo Diệp Oản Oản lại, lại kêu thầy thuốc, bác sĩ gì gì. Chút xíu này mà gọi bác sĩ làm gì chứ? Không phải chỉ là bị người ta đánh một trận sao, có cái gì ghê gớm. Em nhìn lại em xem, chỉ có một chút chuyện nhỏ như đánh rắm, còn đem anh đưa tới bệnh viện vào bệnh viện không cần tiền sao không phải là anh chê em nhưng em thế này cũng quá mức phô trương lãng phí rồi diệp oản oản hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ đây tuyệt đối không phải là hồi quang phản chiếu chính ông anh này của mình quả thật là mạnh như rồng như hổ nào có bộ dáng trúng độc khích nếu không phải là em kéo chân sau anh làm sao anh sẽ bị đánh thảm như vậy tiền thuốc thang em trả đi còn có phí tổn tinh thần gì gì đó em phải trả hết chỉ chốc lát sau nhiếp vô danh thở dài diệp oản oản không phải là anh chúng kịch độc sao diệp oản oản mặt đầy khiếp sợ chúng kịch độc độc gì cơ nhiếp vô danh hỏi chính là khô điệp đấy chúng vào là chết chắc diệp oản oản vội vàng nói chẳng lẽ nhiếp vô danh cũng mất trí nhớ ờ biết rồi chút đồ chơi đó nhằm nhò gì nhiếp vô danh bĩu môi trong cơ thể lão tử có cổ trùng ăn hết thảy mọi độc tố anh trai em là vạn độc bất xâm có được không cái gì mà khô điệp, có là khô báo, khô bò, khô nai. Thì anh đây cũng cóc sợ, nhé. Cổ, nhiếp vô danh vừa dứt tiếng, Diệp oản oản vỗ ót một cái, chính mình lại có thể quên mất bên cạnh nhiếp vô danh có một gã tử quỷ chuyên dùng độc. Mặc dù Diệp oản oản cũng không biết cổ trùng là gì mà lợi hại như vậy, có thể khiến người ta bách độc bất xâm, nhưng thấy sau khi nhiếp vô danh chúng kịch độc khô điệp, lại còn sinh long hoạt hổ như thế, vậy thì nhất định là không có gì sai rồi không thể không nói cái gã tử quỷ bên cạnh nhiếp vô danh kia thật đúng là một kẻ đáng gờm ban đầu tình cổ của mình cũng là nhờ ơn hắn ban tặng diệp oản oản nhìn nhiếp vô danh như là muốn nói gì nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra khỏi miệng lúc này diệp oản oản tiến lên nửa bước nhẹ nhàng ôm nhiếp vô danh một cái làm gì vậy nhiếp vô danh liếc nhìn diệp oản oản kaka ca ca, chỉ cần anh không có việc gì vậy thì tốt quá tốt rồi. Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói khẽ, trên mặt tràn đầy ý cười. Con bà nó, từ khi nào em lại trở nên buồn nôn như vậy rồi, khiến cho anh vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế này không quen lắm, có được không? Nhiếp vô danh nói. Diệp Oản Oản lập tức buông lỏng nhiếp vô danh, lạnh lùng hỏi, nếu anh không trúng độc, ngày hôm qua anh bảo em chạy làm gì? Nghe Diệp Oản Oản chất vấn, nhiếp vô danh nhất thời sướng sờ, mặt đầy vẻ khó hiểu, hỏi vậy không thấy nhảm sao? nhiều người như vậy, đều muốn giết người, không chạy ở lại để bọn họ xào ăn à. Vậy anh ôm bụng làm cái gì? Diệp Oản Oản nói. Đau bụng, tiêu chảy. Nhiếp vô danh trả lời như đúng rồi. chương 2153, dập đầu lại anh một cái đi. Diệp Oản Oản, con miệng nó, đau, bụng. Em nhìn đi, mặc dù trong cơ thể anh có cổ trùng, vạn độc bất xâm, nhưng cổ trùng ăn độc, ít nhất cũng mất một cái quá trình đấy cũng không phải là tiên đan rượu dược, thuốc đến bệnh trừ. Cái đồ quỷ khô điệp kia giàu gì cũng là kịch độc chết người, cổ trùng ăn độc trong cơ thể anh, vậy thì khẳng định là bụng anh sẽ đau rồi. Nhiếp vô danh nói rõ ràng mạch lạc, khiến cho trong lúc nhất thời Diệp Oản Oản không biết nên tiếp lời như thế nào. Em nói một chút cho anh nghe, ngày hôm qua chơi liều cái gì? Anh bảo em chạy, em không chạy, em sớm chạy rồi, anh cũng bỏ chạy theo là đỡ biết mấy. Bụng anh đau chết luôn, em còn không chịu chạy em thật là chuyên đào hố ca ca nhiếp vô danh nhìn chằm chằm diệp oản oản nói diệp oản oản nàng rốt cuộc nên đáp lại vấn đề này kiểu nào đây mình cũng sắp lo lắng gần chết rất sợ nhiếp vô danh xuất hiện mảy may bất chắc kết quả anh ta chốt lại một câu chẳng qua là đau bụng em sớm chạy anh tung một cước đem bọn họ đá bay rồi anh cũng chạy là ngon rồi làm sao sẽ đến nỗi bị người ta đánh thành như vậy em nhìn mặt anh xem bị bọn nó đấm cho bầm dập hết cả rồi này nhiếp vô danh hừ lạnh một tiếng nghe nhiếp vô danh than thở khóe miệng diệp oản oản hơi hơi co rúm lại có gậy sao nàng muốn đánh người bây giờ diệp oản oản coi như là đã minh bạch đối với vị đại ca ruột này của chính mình nàng không thể dùng logic của người bình thường để suy nghĩ vấn đề còn không đợi diệp oản oản mở miệng cửa phòng bệnh bị đẩy ra trong tay tư giả hàn đang cầm hai phần đồ ăn sáng đi vào bên trong. Em rể, làm sao giờ mới đến vậy, em muốn bỏ đói anh. Nhìn thấy tư giả hàn trở lại, nhiếp vô danh một tay nhận sạch toàn bộ hai phần ăn sáng. Anh em đói, bảo anh đi mua đồ ăn sáng. Thấy em ngủ, nên không đánh thức em. Thấy Diệp oản oản nhìn mình, tư giả hàn nhẹ giọng giải thích. Cái này là của em. Chợt, tư giả hàn lại lấy ra một phần đồ ăn sáng khác, chuyển sang cho Diệp oản oản. Em rể, anh có cảm giác phần kia của em gái. Thật giống như dễ ăn hơn một chút, nhiếp vô danh nhìn về phía tư dạ hàn. Đều giống nhau, Diệp Oản Oản lườm nhiếp vô danh một cái. Vậy thì thôi, nhiếp vô danh nhún hai vai. Anh ăn chưa, chúng ta ăn chung. Diệp Oản Oản một tay kéo lấy tư dạ hàn ngồi xuống giường. Không cần, anh ăn rồi. Tư giả dạ hàn ôn nhu trả lời. Nhìn nhiếp vô danh, và cả chàng trai trước mắt, khóe miệng Diệp oản oản khẽ cười trong lòng đã hoàn toàn được sự vui mừng sung sướng lấp đầy đúng rồi anh qua mấy ngày chính là sinh nhật của anh rồi diệp oản oản nhìn nhiếp vô danh đúng vậy vậy thì sao nhiếp vô danh mặt đầy hiếu kỳ ca ca anh muốn nhận quà gì diệp oản oản cười nói nghe tiếng nhiếp vô danh vuốt cầm một cái chìm vào trong yên lặng chỉ chốc lát sau nhiếp vô danh nhìn về phía diệp oản oản sau một hồi lâu cân nhắc mới nói hay là cứ tùy ý nói đi nụ cười trên mặt diệp oản oản không giảm hay là em dập đầu lại anh một cái đi nhiếp vô danh nói diệp oản oản tư giả hàn diệp oản oản nhìn nhiếp vô danh chằm chằm ông thần này nói cái quỷ gì vậy bảo mình dập đầu lại anh ấy một cái có ý gì con miệng nó anh quà sinh nhật là quà sinh nhật bảo em dập đầu cho anh là có ý gì diệp oản oản hận không thể tặng một cái tát đập cho nhiếp vô danh sấp mặt không phải là em nói muốn quà sinh nhật gì cũng được sao sinh nhật của anh đây em dập đầu lại anh một cái thì đã sao dập đầu chúc thọ cho người nhận không phải là bình thường sao nhiếp vô danh nói như đúng rồi diệp oản oản hít một hơi thật sâu tận lực giữ cho mình bình tĩnh nàng và nhiếp vô danh có phải là có chút quá xung khắc rồi hay không em rể điều anh nói có vấn đề sao ngày sinh nhật anh để cho vợ em dập đầu lại anh một cái thế nào nhiếp vô danh quay sang nói với tư giả hàn ở bên cạnh tư giả hàn nhiếp vô danh sờ cầm một cái cố gắng thương lược không dập đầu cũng được vậy em lặp lại một lần nữa cho anh nghe những lời trước đó em đã nói diệp oản oản cảnh giác nhìn anh ta nói cái gì cặp mắt nhiếp vô danh sáng rỡ lên mặt đầy mong đợi chính là anh là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng em câu này này diệp oản oản vạn vạn không ngờ tới Lúc hôn mê mà anh trai còn nghe được những lời này của mình. Diệp Oản Oản, thôi vẫn là để em lựa chọn dập đầu lại đi, cảm ơn. Chương 2154, có muốn cùng em nghỉ ngơi hay không? Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, những gì tối ngày hôm qua mình nói, anh lại có thể đều nghe thấy hết. Được rồi, cái sinh nhật này anh cũng không cần nữa, cũng không cần mình em dập đầu. Giờ phút này, nhiếp vô danh nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng cười nói, hai tụi em đấy, nhất định phải cùng lại. Diệp Oản Oản, mấy câu này thật đúng là không giống như do nhiếp vô danh nói. Em rể, sau này, em gái anh liền giao cho em. Nếu như em để cô ấy chịu phân nửa ủy khuất, thì có thể hỏi thăm một chút hy vọng của nhiếp vô danh này tại độc lập châu. Nhiếp vô danh nhìn Tư Dạ Hàn chầm chầm, cảnh cáo một cách đầy, nghiêm túc. Tư giả hàn, Diệp oản oản có chút cạn lời, hỏi thăm một chút huy vọng của anh trai tại độc lập châu. Anh có huy vọng sao? Gia đình nào định thuê lính đánh thuê còn dám tìm nhiếp vô danh? Nổi danh không đáng tin cậy, khăng khăng sống chết đòi tiền, lại không chịu làm việc đàng hoàng. Chút huy vọng này, hay là thôi đi. Em gái, anh thấy ông chồng này của em, nói năng không lưu loát, phỏng chừng cũng là một kẻ im lìm. Sau này có chuyện gì, nhất định phải kịp thời trao đổi nếu như cậu ta không nói chuyện với em, thì em chủ động tìm cậu ta nói chuyện, biết chưa? Nhiếp vô danh hướng về Diệp Oản Oản căn dặn, mặt cũng đầy nghiêm túc. Vâng vâng vâng, em biết rồi. Diệp Oản Oản thở dài, thật là có bộ dáng ra trưởng à nha. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, lại đột nhiên sửng sốt một chút, anh. Làm sao anh lại chảy máu mũi? Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, nhiếp vô danh theo bản năng nhéo mũi một cái, sau khi thấy vết máu trên tay, lâm vào trầm tư chẳng lẽ là cơ thể anh thừa máu quá rồi. Là thực lực quá mạnh mẽ sao? Diệp oản oản, thôi coi như nàng chưa nói. Mụ nội nó, trước anh có nhận mấy đơn hàng lính đánh thuê, suýt chút nữa quên. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhiếp vô danh biến sắc, lập tức cởi quần áo bệnh nhân trên người xuống, nhìn chung quanh một lần y phục của anh đâu. Quần áo anh đều đã rách toạc hết cả rồi, nào còn có thể mặc nữa. Diệp oản oản liếc nhiếp vô danh một cái. Ơ ờ đệt, vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt nhiếp vô danh, rơi vào trên người tư giả hàn, em rể, chi bằng. Em xem đem quần áo của em cho anh mượn một chút. Anh đang có việc gấp đây. Tư giả hàn, đã mua cho anh rồi. Diệp oản oản từ dưới giường lấy ra một bộ quần áo mới tinh, chỉ sợ anh tỉnh dậy không có y phục mặc, đã đặc biệt bảo thất tinh đưa tới, dài rộng hẳn là vừa khít. Sau khi nhiếp vô danh nhận quần áo mặc xong, hướng về Diệp oản oản nói, khuya về nhà ăn cơm, anh tự mình xuống bếp nói xong nhiếp vô danh vô cùng lo lắng đi ra khỏi phòng bệnh đi về nghỉ ngơi đi giờ phút này tư giả hàn nhìn về phía diệp oản oản mở miệng nói diệp oản oản trông chừng nhiếp vô danh suốt một đêm tại bệnh viện cơ hồ không chợp mắt được bao nhiêu ừm có muốn trở về nhiếp ra cùng em nghỉ ngơi một chút hay không diệp oản oản tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tư giả hàn nói cũng được, tư giả hàn gật đầu một cái, nếu như em cho là, nhiếp linh lung bên kia sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Oản Oản, anh về Atula trước, xử lý xong sẽ tìm em. Tư giả hàn nói, vậy cũng được, Diệp Oản Oản đáp ứng. Quả thực, nhiếp linh lung bên kia vẫn là để tư giả hàn xử lý mới có thể khiến cho nàng an tâm. Về phần nhiếp ra bên này, Diệp Oản Oản cũng không dự định đem nhiếp linh lung nhốt tại nhiếp ra. Quan hệ của nhiếp linh lung tại nhiếp gia hết sức phức tạp, nếu như nhốt tại nhiếp gia, sẽ xuất hiện tình huống gì, Diệp Oản Oản cũng không thể nào đoán trước được. Nếu như có người âm thầm dở trò lừa bịp, âm thầm để cho nhiếp linh lung chạy thoát. Sau khi tư giả hàn lái xe tiến Diệp Oản Oản đến trước cửa nhiếp gia, liền tự mình rời đi. chương 2155, đi đâu phóng đảng. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trở lại, vài tên thủ vệ nhiếp gia lập tức dựng thẳng tắp sống lưng, hướng về Diệp Oản Oản cúi đầu chào. Chuyện nhiếp linh lung, đám người nhiếp gia đã sớm biết được. Bây giờ, gia chủ nhiếp gia, tự nhiên đã trở thành nhiếp vô ưu Sau khi trở lại nhiếp gia, đại trưởng lão là người đầu tiên tìm tới. Vô ưu nhiếp linh lung bên kia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, chân mày nhíu lại thật sâu. Trước đó ông đã sớm có cảm giác có gì đó không đúng mấy vị trưởng lão nhiếp gia và cả những sát thủ có chiến lược cao đều bị nhiếp linh lung điều đi nhưng cũng không thông báo lại cho mình nhị thúc công nhiếp linh lung dẫn người chặn đánh cháu và anh trai cháu diệp oàn oản nhìn về phía đại trưởng lão nói bây giờ toàn bộ nhiếp gia người duy nhất diệp oàn oản có thể tin tưởng trừ cái ông anh ruột không đáng tin cậy của mình ra thì chỉ còn lại có mỗi mình vị nhị thúc công này cho nên nàng mới đem ngọn nguồn báo lại cho đại trưởng lão sau khi nghe diệp oản oản giải thích đại trưởng lão nhất thời sướng sờ mặt đầy vẻ kinh ngạc tên xúc sinh nhiếp linh lung kia lại dám làm loại chuyện này đại trưởng lão tức giận không thôi cũng may diệp oản oản và nhiếp vô danh hai người không có việc gì bây giờ nhiếp linh lung đã bị nhốt tại atula đang đợi hỏi cung thông tin về kẻ chủ mưu đứng đằng sau diệp oản oản nói được ta đây liền yên tâm còn nữa toàn thể đám trưởng lão và sát thủ chặn giết con, đều cần phải xử lý. Sau một hồi trầm tư, đại trưởng lão mở miệng nói. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đây là chuyện đương nhiên, đám cao tầng nhiếp ra kia, nhất định phải xử lý. Nhưng như trước đó từng nói, phải buộc bọn họ nhả ra toàn bộ quyền lợi trước, nếu không, nhiếp ra sẽ loạn. Lúc này, Diệp Oản Oản và đại trưởng lão thương lượng đối sách tiếp theo. Đợi sau khi bàn bạc tốt phương án, sắc trời đã tối. Được, vô ưu trước tiên ta sẽ chấp hành theo kế hoạch. Còn nữa, đoạn thời gian sắp tới, tốt nhất nên phái nhiều nhân thủ một chút để tập trung điều tra tin tức cha mẹ con. Về phần nhiếp linh lung bên kia, ta cho là à ta cực kỳ đáng ngờ, không thể coi thường. Đại trưởng lão nói, một điểm này, không cần đại trưởng lão nhắc nhở, trong lòng Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ. Nhiếp linh lung bên kia, nàng đương nhiên sẽ không xem nhẹ, Đại trưởng lão chân trước mới vừa rời đi, nhiếp vô danh đã đẩy cửa đi vào. Đi đâu phóng đáng? Diệp Oản Oản nhìn nhiếp vô danh, hỏi. Không phải đã nói với em rồi sao, đi làm ăn đấy. Nhiếp vô danh liếc Diệp Oản Oản một cái, ra rồi, mau quên sao? Diệp Oản Oản, hắn là muốn cùng mình đánh nhau sao? Anh đã sớm trở về rồi, làm việc cả nửa ngày tại phòng bếp, cơm tối anh cũng đã làm xong, mau tới ăn đi. Nhiếp vô danh nói. Trong trí nhớ, quả thực là nhiếp vô danh biết nấu cơm, hơn nữa kỹ thuật nấu nướng còn xem như là không tệ. Em đây là có lộc ăn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đi theo sau lưng nhiếp vô danh, đến phòng khách nhiếp ra. Bên trong phòng khách, đám người tử quỷ và nhất chi hoa cũng có mặt. Trên bàn cơm, nhiếp vô danh không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Oản Oản, đây đều là món em thích ăn, còn nhớ chứ khi còn bé em thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt trộn giấm đường rắc tiêu anh làm ăn nhiều một chút mùi vị không tệ diệp oản oản tán dương một bàn thức ăn nhiếp vô danh làm bị ngoại quốc rời gạch ăn hơn phân nửa diệp oản oản giải quyết phần nhỏ đúng rồi em gái anh mới vừa nhận một nhiệm vụ lớn có khả năng cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể trở về không có anh ở bên cạnh em nên cẩn thận một chút em nhớ kỹ lời nói của anh đừng để ý nhiều chuyện vớ vẩn như vậy, cái gì cũng đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Nhiếp vô danh đầy chân thành khuyên nhủ Diệp Oản Oản. Được rồi, được rồi, em biết rồi. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ. Cả ngày nhìn bộ dáng, ông cụ non của anh trai mình líu la líu lo. Ai mà không biết cái mạng nhỏ là quan trọng nhất chứ? chương 2156, bao nhiêu tiền, tôi mua. Được rồi, các người ăn trước đi, ta đi dọn dẹp chuẩn bị một chút. Nhiếp vô danh nói xong, đứng dậy rời đi. Nhìn bàn ăn như bị gió cuốn mây tan, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Ăn trước, còn ăn cái gì? Ăn thật ngon, hôm nay thật là có phúc, cho tới bây giờ cũng chưa từng được ăn cơm đội trưởng làm. Đội trưởng lại còn có loại kỹ thuật ẩn giấu này, ngoại quốc rời gạch hài lòng ở một cái. Diệp Oản Oản nhìn về phía ngoại quốc rời gạch, nghe hắn nói cơm thật là có chút không quen tai cho lắm đừng nói là cậu ngay cả tôi cũng không biết nhất chi hoa tiếp lời đúng rồi vào giờ phút này ánh mắt diệp oản oản hít mắt rơi vào trên người băng sơn mỹ nam vậy chuyện làm ăn thế nào rồi diệp oản oản vừa dứt tiếng lỗ tai thần hư đạo nhân và nhất chi hoa trong nháy mắt dựng thẳng lên làm ăn làm ăn gì cơ diệp lão bản muốn chiếu cố chúng tôi sao thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm diệp oản oản vội vàng mở miệng hỏi cũng không phải là chuyện làm ăn với anh. Diệp Oản Oản nói, cũng như nhau cả thôi, chúng tôi là một đoàn đội. Lão bản, nếu như cô muốn thuê mà nói, cũng không thể thuê mỗi mình tử quỷ được. Chúng tôi là một nhóm, là một thể thống nhất, muốn thuê thì thuê toàn bộ. Nếu không, có thể uy lực sẽ không phát huy ra được, sẽ giảm bớt rất nhiều đấy. Thần hư đạo nhân vội vàng bổ sung thêm. Diệp Oản Oản không thèm để ý thần hư đạo nhân, Ánh mắt lại lần nữa rơi đến trên người băng sơn Mỹ Nam ở bên cạnh thần thánh. Cổ của anh, thật là lợi hại à nha. Đương nhiên là lợi hại rồi. Cổ trùng của tử quỷ, chính là như vậy. Không cần nói thêm, chính cô cũng đã lãnh hội qua. Nhất chi hoa cười nói. Diệp oản oản, con miệng nó, tự vạch áo cho người xem lưng. Sổ sách món nợ tình cổ lần trước, tôi sẽ không tính toán với anh nữa. Anh đem cái loại cổ trùng vạn độc bất xâm đó, bán cho tôi mấy con đi. Tôi ra giá cao, anh nói giá tiền, tôi ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái, khẳng định tuyệt đối không trả giá. Anh nói đi, mấy chục ngàn, Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, đám người thần hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Giá cao, tuyệt đối không trả giá. Mấy chục ngàn. Giá tiền này thật là quá con miệng nó cao rồi đi. Đường Đường là nhiếp gia chủ, không sợ minh chủ, chủ mẫu Atula, nói ra những lời này vậy mà lại có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Lão bản, không bằng cô bán cho tôi đi, cô nói đi, mấy chục ngàn, tôi mua ngay, tôi tuyệt không trả giá. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói sỏ. Diệp Oản Oản, hiện tại, khẩu vị những người này, trở nên lớn thật. Ngay trước, hơn mấy trăm đồng liền có thể vui vẻ làm việc hùng hục, hiện tại những mấy chục ngàn mà còn không thỏa mãn rồi. Chó chết, các người thay đổi. Diệp Oản Oản có chút đau lòng nhìn về phía đám người nhất chi hoa, thập phần bất đắc dĩ thở dài. Được được được, để cho Tử Quỷ đem cái loại cổ trùng vạn độc bất xâm đó bán cho tôi, tôi mua thêm mấy con, giảm giá một chút. Các người nói giá đi, thích hợp liền đồng ý, không thích hợp chúng ta bàn bạc lại. Diệp Oản Oản thỏa hiệp. Tại loại địa phương như Độc Lập Châu này, loại cổ này tuyệt đối là thứ tốt, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, Diệp Oản Oản cũng phải thu vào tay mấy con chính mình một con, đường đường một con, tư giả hàn một con. Tốt nhất có thể mua thêm nhiều một chút, để tất cả mọi người bên cạnh đều có loại cổ này. Không có. Suốt cuộc, băng sơn Mỹ Nam vẫn luôn một mực yên lặng không nói, cực kỳ khó khăn nói ra được hai chữ. Làm sao, sợ tôi không trả nổi tiền. Diệp Oản Oản có chút không phục hỏi ngược lại. Nàng cũng không tin, chính mình ngay cả vài con cổ trùng cũng không mua nổi. Tôi nói này lão bản, cô là đang nghiêm túc, hay là đang nói đùa với chúng tôi vậy? Thần hư đạo nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản hỏi. chương 2157, A Cửu, giúp em một chút. Nói nhảm, tôi đây đầy thành tâm. Diệp Oản Oản liếc thần hư đạo nhân một cái. Lão bản à, chủ ý này cũng không phải là vấn đề cô có thành tâm hay không. Cô nói vậy cũng quá mơ hồ rồi, còn cái gì mà cổ trùng vạn độc bất xâm. Nếu thật có loại vật này, cô báo cho chúng tôi biết một chút đi, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng mua. Nhất Chi Hoa nói, các người nói cái gì? Chân mày Diệp Oản Oản, nhất thời nhíu lại. Thật không có loại đồ vật mơ hồ này mà, cổ có lợi hại hơn nữa, ăn chúng kịch độc cũng sẽ phải chết đấy. Ngoại quốc rời gạch nói, đội trưởng của các người, không phải là có loại cổ này sao? Anh ấy nói là từ quỷ phối chế cho. Diệp Oản Oản nói, hề. Hey, Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, đám người nhất chi hoa và thần hư đạo nhân, chố mắt nhìn nhau. Con bà nó, tử quỷ, người con miệng nó, có thứ đồ tốt này. Không sớm lấy ra một chút, người bào chế cho đội trưởng, cũng phải phân phối cho chúng ta nữa chứ. Thần hư đạo nhân trong nháy mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm băng sơn Mỹ Nam, kích động chửi. Đúng vậy, đúng vậy, cậu và đội trưởng cũng quá không trượng nghĩa, có thứ đồ tốt này đều không lấy ra chia sẻ. Bản lĩnh cậu thật là lớn nha, ngay cả cổ trùng vạn độc bất xâm mà cậu đều có thể nuôi được." Nhất Chi Hoa vội vàng góp lời. "Nhưng mà, Thần Sắc Băng Sơn Mỹ Nam lại hơi có chút nghi ngờ. "Tử Quỷ, ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi có loại cổ này hay không? Có từng giao cho đội trưởng rồi sao?" Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Băng Sơn Mỹ Nam hỏi. "Không có." Băng Sơn Mỹ Nam lắc đầu một cái. "Tôi đã nói rồi mà, làm sao có thể có loại cổ này? Nếu như thật sự có, cầu tạp chủng đã sớm trả số tiền lớn mua rồi các người không thấy cầu tạp chủng đi đâu cũng đều mang theo kim thử độc rất sợ người ta hạ độc hắn sao thần hư đạo nhân gật đầu một cái vào giờ phút này sắc mặt diệp oản oản khẽ biến nhìn chằm chằm băng sơn mỹ nam anh thật sự chưa từng điều chế cổ vạn độc bất xâm cho nhiếp vô danh không có băng sơn mỹ nam lắc đầu theo lời của băng sơn mỹ nam vừa dứt tiếng lại nghĩ tới đủ loại khác thường hôm nay của nhiếp vô danh sắc mặt diệp oản oản vụt một cái liền trở nên trắng bệch lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài nhiếp ra chạy đi tiếng sấm rền vang rất nhanh từng giọt mưa nhỏ nhẹ rơi trên con phố diệp oản oản tựa như nổi điên liều mạng gọi điện thoại di động cho nhiếp vô danh nhưng mà lại không có người nghe ước chừng nửa giờ sau cạnh một tảng đá lớn ở một nơi nào đó nhìn nhiếp vô danh tựa người bên tảng đá không có nửa điểm động tính, Diệp Oản Oản xứng sờ tại chỗ, nước mắt cũng đã không tự chủ lã trả rơi. Mưa càng ngày càng lớn, đã không cách nào phân rõ hai mắt đẫm lệ và nước mưa. Ca ca, Diệp Oản Oản một tay ôm chặt lấy Nhiếp Vô Danh. Căn bản không có loại cổ vạn độc bất xâm này, là Nhiếp Vô Danh lừa nàng. Diệp Oản Oản rốt cuộc đã hiểu, vì sao hôm nay Nhiếp Vô Danh lại cứ lải nhải không ngừng. Ca ca, anh đứng lên cho em xem. Diệp Oản Oản ngồi ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, nhưng mà mặc cho âm thanh của nàng có lớn hơn nữa, Nhiếp Vô Danh cũng không có bất kỳ lời đáp lại nào. "Ca ca, anh không thể chết được, không thể chết được, em van cầu anh, cầu xin anh, em quỳ xuống trước mặt anh, em dập đầu lại anh." Diệp Oản Oản trong nháy mắt quỳ ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, "Không phải là anh bảo em dập đầu cho anh sao? Em dập đầu cho anh đây." Lúc này Nhiếp Vô Danh, thật giống như vô cùng bình lặng và an yên bình lặng đến mức lồng ngực của anh không có bất kỳ lên xuống. oản oản, rất nhanh, điện thoại kết nối là âm thanh của Tư Dạ Hàn. a à, cửu, Diệp oản oản đã sớm khóc không thành tiếng. sao vậy? âm thanh Tư giả Hàn mang theo nghi hoặc pha lẫn ngưng trọng. giúp em một chút, anh em lừa gạt em, căn bản không có cổ trùng bách độc bất xâm. anh trai em, không còn. sau khi nói xong câu này, Diệp oản oản cũng không nhịn được nữa cặp mắt tối sầm lại, huỵch một tiếng ngã xuống ở bên cạnh nhiếp vô danh, hoàn toàn ngất đi. chương 2158, chỉ bằng ngươi. Không biết qua bao lâu, phảng phất như trong nháy mắt, đã trải qua một khoảng thời gian rất xa xưa tựa như cả một thế kỷ. Trong lúc Diệp Oản Oản hôn mê, nàng mơ một giấc mơ. Trong mơ, chính mình và nhiếp vô danh đều là những đứa bé, rượt đuổi chơi đùa cùng nhau. Lúc mình gây họa, luôn có đứa bé trai kia đứng ra, ra mặt giúp nàng có lúc đem người khác đánh bể đầu chảy máu cũng có lúc bị người khác đánh chạy trôi chết nhiếp vô danh anh không cần phải để ý đến em ai cho anh mỗi lần đều cậy mạnh làm anh hùng bé gái nhìn đứa bé trai mặc chiếc áo thun bên cạnh có chút chật vật lạnh giọng hừ một tiếng đứa bé trai khẽ mỉm cười thân thủ của em so với anh kém xa nếu anh không giúp em mà nói ai sẽ giúp em hả em nghĩ rằng anh muốn ra mặt thay em hứ, ai bảo em là em gái anh cơ chứ? Ca ca, bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Oản Oản mở hai mắt ra, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Tư giả hàn túc trực ở bên cạnh Diệp Oản Oản, nhìn thấy nàng tỉnh lại, thần sắc hơi có chút phức tạp. Nhất chi hoa và thần hư đạo nhân quan sát Diệp Oản Oản, dường như muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra. A à cửu, anh trai em đâu? Lúc này, Diệp Oản Oản bấu víu lấy bàn tay ấm áp của chàng trai, mặt đầy bất lực. Oản Oản, tư dạ hàn nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, không biết nên mở lời như thế nào. Sự bất lực và hốt hoảng Diệp Oản Oản, giống như một cây kim đâm thẳng vào đáy lòng của anh. Mẹ, bỗng nhiên, trong góc, đường đường nhanh chóng chạy lên trước, ôm trầm Diệp Oản Oản. Đường đường, bảo bảo, nói cho mẹ, cậu con đâu, Diệp Oản Oản ôm chặt đường đường, nước mắt đã sớm tràn ra mẹ, cậu, cậu nhận một đơn làm ăn lớn, đi xa rồi. Âm thanh đường đường hơi có chút run rẩy. Tư giả hàn nhìn Diệp oản oản và con trai đường đường, nơi đáy mắt hiện ra một nét băng lắng. Cha ra kẻ chủ mưu sau màn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Rất nhanh, Tư giả hàn nhắn tin cho một trong tứ đại tu la của A tu la, Thiên tu la. A cửu, dẫn em đi trụ sở chính. Hồi lâu sau, nước mắt của Diệp oản oản ngừng rơi thần sắc bình tĩnh đến dọa người. Được. Sau hồi lâu trầm tư, cuối cùng tư giả hàn cũng gật đầu một cái. Ở trên đường đi tới trụ sở chính Atula, Diệp Oản Oản mãi luôn im lặng không nói gì, ngẩn người nhìn chầm chầm ngoài cửa xe. Tư giả hàn và đường đường vẫn luôn một mực túc trực ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Hai cha con cũng không nói gì thêm. Mãi cho đến buổi chiều, mấy người đi tới trụ sở chính Atula. Dẫn em đi gặp nhiếp linh lung. Diệp Oản Oản nói. Tư Dạ Hàn thấy trạng thái Diệp Oản Oản có chút không đúng, vốn muốn theo nàng cùng đi nhau thẩm vấn, nhưng lại bị Diệp Oản Oản cự tuyệt. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn chỉ có thể canh chừng ở gần khu vực giam giữ. Nếu như xuất hiện bất kỳ chuyện gì, anh có thể chạy tới ngay lập tức, bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn. Lúc này, trong nhà lao. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Nhiếp Linh Lung với vết thương khắp người cười lạnh không dứt, "Sao rồi?" ngay cả Atula đều không cậy miệng ta được, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho là, ta tới để khách sáo với ngươi sao? Ánh mắt lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản, rơi vào trên người nhiếp linh lung. a à, ta bỗng nhiên nhớ ra, tên đại ca phế vật kia của ngươi, hẳn là không chịu nổi loại độc khô điệp này rồi đi. Thế nào, chết chưa? Nhiếp linh lung tựa như cười mà không phải cười nhìn Diệp Oản Oản. Mà theo lời của nhiếp linh lung vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi không có bất kỳ lời nói nhảm dư thừa nào, Diệp Oản Oản một bước vào tới bên người nhiếp linh lung. Âm, một tiếng vang thật lớn, một quyền hung hăng rơi vào trên mặt nhiếp linh lung, khiến cho khuôn mặt ả ta có chút vặn vẹo. chương 2159, Người Điên Triệt Đầu Triệt Đuôi Ha ha, xem ra là ta đoán chúng, tên ca ca phế vật kia của ngươi, đúng là đã chết rồi. Thế nào, tận mắt nhìn thấy anh ruột chết ở trước mắt mình, có tư vị gì? có muốn cùng ta chia sẻ một chút hay không nhiếp linh lung lạnh giọng hô to gọi nhỏ ta biết ngươi là người của dòng chính câu hỏi ta chỉ hỏi một lần diệp oản oản mặt không cảm xúc nhìn lấy nhiếp linh lung người bí ẩn lần trước ngươi gặp là ai còn nữa mục đích của dòng chính là cái gì muốn biết sao tự mình đi thăm dò không được sao nhiếp linh lung cười nói một câu hỏi cuối cùng cha mẹ ta ở đâu có phải là các ngươi làm hay không ta chỉ cho ngươi một cơ hội diệp oản oản lạnh nhạt nói ngươi nói hai ông bà già đáng chết kia sao dĩ nhiên là ta làm ta có thể nói cho ngươi biết bọn họ còn sống mà nói không chừng cũng sắp chết rồi muốn biết bọn họ ở đâu sao quỳ xuống cầu xin ta có lẽ ta sẽ rủ lòng thương nói cho ngươi biết đấy nhiếp linh lung nói rất tốt diệp oản oản gật đầu một cái ta đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi không biết quý trọng bắt đầu từ thời khắc này cơ hội kết thúc trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản cầm lấy một con dao găm ở bên cạnh. Nực cười, người dám động đến ta, nhiếp linh lung không sợ chút nào, ta chết, người vĩnh viễn đều không biết tin tức của nhiếp chủ mẫu và gia chủ. Hơn nữa, song chính rất nhanh sẽ phát động chiến tranh đối với độc lập châu. Ngươi, dám không? Cho dù bị bắt thì như thế nào, nhiếp linh lung tuyệt đối không tin, có người dám đòi mạng của mình. Mình là một người quá quan trọng. Phập, nhiếp linh lung vừa mới dứt lời, Hàn mang của con dao găm trong tay Diệp Oản Oản hiện lên, trong nháy mắt đâm vào trong cánh tay trái của ả ta. Tiếp đó, chính là một tiếng hét thảm của Nhiếp Linh Lung. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc rút dao găm ra. Còn không đợi Nhiếp Linh Lung mở miệng, dao găm trong nháy mắt đâm vào trong tay phải của Nhiếp Linh Lung. "Ngươi, ngươi điên rồi." Vào giờ phút này, Nhiếp Linh Lung sắc mặt trắng bệch, đau đớn kịch liệt, khiến cho mặt mũi của ả ta càng lúc càng vặn vẹo. Con đàn bà này, cô ta điên rồi sao? Cô ta thật sự mặc kệ sống chết của độc lập châu, mặc kệ sống chết của nhiếp gia chủ mẫu sao? Cô ta lại dám làm như vậy đối với mình. Diệp oản oản nhìn nhiếp linh lung chầm chầm, một câu cũng không thèm nói, túm lấy tóc của ả. À. Sao găm lạnh giá, khẽ đặt lên cổ nhiếp linh lung. Ca ca, trong mắt Diệp oản oản hiện ra một tầng sương mù, em báo thù cho anh. Một giây kế tiếp, bàn tay nắm dao găm của Diệp Oản Oản phát lực, chậm rãi cứ đứt từng tầng ra thịt nơi cổ của nhiếp linh lung. Nhiếp, nhiếp vô ưu ngươi, ngươi, cái tên điên này. Thời khắc này, rốt cuộc nhiếp linh lung cũng cảm nhận được một sự sợ hãi trước đó chưa từng có. Trong trí nhớ, nhiếp vô ưu đúng là một người điên. Cô ta có thể bất kể bất kỳ hậu quả gì, làm ra hết thảy những sự việc điên cuồng khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Tỷ, tỷ tỷ, ta nói, ta sẽ đem hết thảy, đều nói hết nhiếp linh lung vẫn còn chưa thể nói xong đã bị diệp oản oản che miệng chặn lại a a a trong mắt nhiếp linh lung tràn đầy hoảng sợ nhìn diệp oản oản nhưng trong miệng ngay cả một chữ cũng không cách nào phun ra Xuyệt. diệp oản oản hướng về nhiếp linh lung ra dấu im lặng đừng nói chuyện mới vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội mở miệng là ngươi tự mình từ bỏ không phải sao a à, nhiếp linh lung điên cuồng lắc đầu ả à, đã sợ rồi là tử vong bao phủ, khiến cho toàn thân ả không ngừng run rẩy. Ngươi hại chết anh ta, không chỉ riêng ngươi, tất cả mọi người phía sau ngươi đều phải chôn theo anh trai ta." Diệp Oản Oản rứt tiếng, không do dự chút nào, dao găm trong tay trong nháy mắt đi sâu vào trong yết hầu Nhiếp Linh Lung. Chương 2160, anh là anh hùng vĩ đại nhất. Nhìn Nhiếp Linh Lung khí tuyệt bỏ mình, vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Oản Oản lại càng sâu hơn rút con dao găm dính đầy máu ra, ném sang một bên. Đúng vào thời khắc này, tư giả hàn nghe thấy âm thanh tiếng động lạ bên trong phòng giam, vội mở cửa ra, đi vào bên trong. Nhìn thấy nhiếp linh lung đã không còn hô hấp, ánh mắt tư giả hàn, rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Thời khắc này, con người lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản thật giống như là cuồng ma khát máu từ trong luyện ngục bò ra ngoài, khiến cho tư giả hàn đặc biệt xót xa. Lúc này, Tư Dạ Hàn đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. "A à Cửu." Diệp Oản Oản vùi đầu thật chặt vào trong ngực Tư Dạ Hàn. Lúc này anh có thể cảm nhận được nước mắt của Diệp Oản Oản đã thấm ướt nhẹp xuyên thấu qua áo mình. "Ừm." Tư Dạ Hàn nhẹ giọng đáp lại. "A à Cửu, em, em nhớ anh trai em, em nhớ anh ấy." Một giây kế tiếp, hai tay Diệp Oản Oản ôm chặt lấy Tư Dạ Hàn, tại trong ngực của Tư Dạ Hàn Thân thể cô gái thoáng run rẩy. Anh ấy là anh hùng vĩ đại nhất của em." Tư giả Hàn Ôn Nhu nói. Tại Atula, Đường Đường và Tư giả Hàn một tấc cũng không rời, phụng bồi Diệp Oản Oản. Mấy ngày trôi qua, tâm tình Diệp Oản Oản cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Cùng ngày đó, Diệp Oản Oản quay trở về Nhiếp gia. Nhiếp gia hiện tại đã hoàn toàn thành một thể thống nhất. Đám cao tầng ban đầu tham dự vây quét Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh tất cả quyền lợi đều đã giao vào trong tay của đại trưởng lão. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới, động tác của nhị thúc công lại sẽ có thể nhanh như vậy, lại có thể ở trong thời gian ngắn ngủi này, dọn dẹp sạch toàn bộ sâu mọt của nhiếp ra. Vô ưu thật ra thì, chuyện này không có liên quan gì tới ta. Nhị thúc công nhìn về phía Diệp Oản Oản, thở dài. Nghe nhị thúc công nói vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, không quá rõ hàm nghĩa trong lời nói của nhị thúc công mãi tới hai ngày nay ta mới biết, thật ra thì, ngày hôm đó khi đại ca con trở về, như sấm rền gió cuốn, đã xử lý xong toàn bộ đám trưởng lão và cao tầng kia. Cũng đem quyền lợi trong tay bọn họ, đều thu hồi lại toàn bộ. Nhị thúc công nói, là đại ca sao? Khóe miệng Diệp Oản Oản hiện lên một nụ cười khổ sở. Đúng vậy, lại là anh ấy, người anh trai kia. Ngay hôm đó từ bệnh viện rời đi, anh nói là nhận một đơn hàng lớn gì gì đó, rồi vội vàng rời đi vị đại ca kia của nàng là một tên lường gạt một tên lường gạt triệt đầu triệt đuôi sau núi nhiếp ra trước mộ phần nắng chiều ngã về tây hào quang màu vàng óng chiếu dọi nơi này bốn phía ấm áp trong tay diệp oản oản xách theo hai bầu rượu ngồi ở trước mộ phần ca ca đây là rượu anh thích uống nhất khóe miệng diệp oản oản nở một nụ cười khó hiểu đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch một bầu khác thì nhẹ nhàng tưới lên mặt đất. Ca ca, có ngon không? Diệp oản oản nhẹ giọng nỉ non. Ca ca, còn có thứ anh thích nhất. Trong lúc nói chuyện, Diệp oản oản lấy thỏi vàng bên cạnh, trôn xuống lòng đất. Rất nhanh, men say truyền tới, Diệp oản oản ngồi ở một bên, cười si ngốc. Không tự chủ, chỗ sâu trong óc lại hiện ra cảnh tượng lúc ban đầu ở Hoa Quốc, lần đầu mình và nhiếp vô danh gặp mặt. Từng kỷ niệm, như được tua ngược lại từng ly từng tí. Để cho nàng tạm thời đóng vai mẹ của đường đường, giao đường đường cho chính mình chăm sóc, mà nhiếp vô danh thì lại đi tham gia một ít tiết mục thử thách trên truyền hình, đem phần thưởng thắng được như tivi, tủ lạnh, đồ điện gia dụng, v, v. Đưa tới, xem như trả tiền sinh hoạt phí cho đường đường. Mãi đến khi đều bị ban tổ chức các chương trình truyền hình phong sát. Tại thời khắc tựa như say mà không phải là say này, hai hàng nước mắt nàng lã trã rơi, ca ca. Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn làm em gái của anh. Anh vẫn làm anh trai em. Bất quá, đời sau, liền đến lượt em tới bảo vệ anh. Ai khi dễ anh, em liền thay anh ra mặt, đánh cho bọn chúng bể đầu chảy máu. KK, trong nội tâm của em, anh là siêu anh hùng vĩ đại nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2160.